Hola bebê, ô chú thấy nghe ơi, ngài làm gì cho ạ? Hãy bày tỏ cho con biết chú Jesus đang làm gì trên trời. Cha ơi, ngài làm gì trên trời cho ạ? Sakara, chú muốn ngắm trên vinh hiển của cha. Ora sakara barazani biru, chú ơi, ô ngài nói rồi, được chú con đang đưa được Chúa Trời mà ngài còn chẳng tự làm việc gì hết Chúa ạ, mà ngài chỉ làm việc gì mà thấy cha trên trời làm mà thôi. Thế cha trên trời làm được gì thì ngài làm y như vậy Chúa ạ. Tôi hãy tỏ cho con biết ngài, hãy tỏ cho biết ngài đang làm gì trên trời Chúa ạ, ngài đang nghĩ gì, ngài đang mong ước gì để chúng con làm như vậy Chúa ơi. Shakada barasakada barasin chada badrula barasaka, tạ ơn Chúa. Ô ra ra cả về những sứ mạng khải tượng, ô mày đặt để trên sứ đồ trưởng, mục sư trưởng và các mục sư ở các hội thánh, ô đại sứ quán nước trời ân phước cho dân tộc, thì hội thánh sự thương xót Thiên Chúa ơi. Ô ra ra cả đó là ý muốn của ngài, ô đó mong ước của ngài cho ạ, ô để nước trời được rộng mở trong đất này, ô để phục hồi nước trời cho với muôn vật đang nóng này, ô đang sốt sắng trông đợi con cái nước trời được tỏ ra cho ạ, với muôn vật đang khát khao, muôn vật đang đau khổ, đang than thở cho ạ trong ách áp bức của tội lỗi, ô ra cả trong sự không công bình, ô ra ra để muôn vật than thở để được cứu chuộc, muôn vật than thở ô để khi con Đức Chúa Trời được bày tỏ ra, ô trong chúng con Chúa ơi, sa ca ta ba ra ra chi đi chú Thiên Linh ơi, ô công việc của ngài đó Thiên Linh ạ, ô ra ra cho con cảm ơn ngài vì ngài làm hoàn tất trọn vẹn công việc của Chúa Giêsu Christ trên đất này trong chúng con qua chúng con. Lạy Chúa, ngài biết rằng chúng con không thể tự mình làm gì Chúa ạ. Ô ra ra chúng con thật yếu đuối, chúng con thật là bất tài vô dụng Chúa ạ. Nhưng ở trong ngài chúng con làm mọi sự Chúa ạ. Ô ra ra vì ngài là chuyện toàn năng, ngài có thể mọi sự. Ô và dưới tay của ngài, ô ra ra dưới quyền phép ngài thì cũng đã đất chúng con thôi Chúa ạ. Ô đây cũng trở lên những vũ khí sắc nhọn ngài, trở lên những vũ khí sắc bén của ngài. Ô trong việc giao giảng tin lành nước của ngài, trong việc đánh lưới người của trong ngài Chúa ơi. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Trời hàng sống yêu dấu chúng con. Shakada barazili, thế nên người chúng cần ngài. Ora zakada barazachile barazaka baba, chúng cần ngài. Ô vì ngài là Chúa chúng con, chúng cần ngài. Ora zakada vì ngài được tạo hóa chúng con, chúng cần ngài. Chúa Shakada barazachile, ora zakada baba vì ngài thầy là giáo sư chúng con. Ô và chúng biết rằng giáo sư chúng con sẽ dạy cho chúng con. Ora zakada mấy tất cả điều gì của Chúa Giêsu để đem cho chúng con. Shakada để chúng con mặc lấy hình tượng được Christ trong mình. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Hallelujah Chúa ơi, hãy dạy dỗ dân sự ngài ngay giờ này, hãy dạy dỗ tất cả anh em chúng con trong bài học này Chúa. Hallelujah, cho con cảm tạ ơn Chúa. Oh hallelujah, giờ đây chúng con ở trong diện diện của cha, ở trước mặt ô cha, trước ngôi ân điển thương xót của cha cho ạ. Hãy dạy cho chúng con cầu nguyện và giải phóng ân điển từ ngôi của ngài cho ạ. Ân điển học hành, ân điển nắm bắt lời của Chúa, Shakada ân điển để mở lòng, mở trí đa để thấy sự huyền nhiệm của Chúa Trời. Cho con tạ ơn cha. Ô Shakada mọi vinh hiển chúng con dâng cho ngài. Cho thêm một cầu nguyện nhân danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Shakada Brazil Brazil Baba. Cái bài học trước là chúng ta nói về gì ạ? Bông trái của Đức. Bông trái Thánh Linh, đúng không? Bông trái Thánh Linh như là cái bản chất chúng ta vậy. Bông trái đấy. Bông trái Thánh Linh. Và chúng ta còn nhớ và bài học này mang tên là ân tứ của Đức Thánh Linh. Riêng bông trái là không nói là các bông trái Thánh Linh nhá, mà là bông trái Thánh Linh có một thôi, số 1 thôi, số ít thôi. Nhưng ân tứ thì là các ân tứ Thánh Linh. Tất nhiên sẽ còn nhiều ân tứ khác anh em ạ, sẽ còn nhiều ân tứ motivation này, rồi nhiều ân tứ khác. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang nói ân tứ Thánh Linh. Có thể ví bông trái Thánh Linh ấy và ân tứ Thánh Linh ấy, chúng ta có hình dung này, trong đời sống để một con cái Chúa mà được tăng trưởng vũ bão, tăng trưởng cân bằng ấy, là như là hai cánh của con chim đại bàng ấy anh em ạ. Người nào mà có bông trái Thánh Linh nhưng mà lại không có ân tứ Thánh Linh thì cũng bông trái có thể phát triển rồi. Và như là anh em có hình dung không, con đại bàng mà cắt một chân à xin lỗi cắt một cánh ấy, thì kể cả cánh nó mạnh đến đâu thì nó chỉ quanh quẩn lại một vòng thôi, nó không bay lên dù nó mạnh đến mấy. Ngược lại, người nào có ân tứ Thánh Linh ấy, dù mạnh đến mấy nhưng mà bông trái thì không ra ấy, thì họ cũng chỉ quanh quẩn không được. Chạy vòng tròn luẩn quẩn thế này và không dứt ra khỏi được nữa. Nên chúng ta cần phát triển gọi là cân bằng với Đức Chúa Trời. Chúng ta đã trở thành hệ thống cân bằng ngay ở con người hay bất kể những gì Chúa dựng lên đấy. Chúng ta nhìn thấy xem xét rất nhiều đạo đức Chúa Trời có sự đối xứng rất tuyệt vời, đúng không? Amen.
hai mắt cân bằng, hai chân cân bằng với sự đối bạo. Tất nhiên là có chỗ nào phát triển nhiều hơn một chút, nhưng mà đấy nó sự đối xứng, sự cân bằng. Đấy là sao thì nhiều hơn, bởi vì lúc lên cân bằng, mất cân bằng, đấy là do cái người đấy mất cân bằng, tay phải to tay trái, nếu người là tuận tay phải, ngực bên phải to ngực bên trái, bởi vì là làm nhiều mà, thế là chỗ nên nó nở ra, vậy thôi. Mồm người nào mà hét to đấy thì là cái phế quản nó nở hơn người khác. Chakra và mắt người nào nhìn chỗ mắt thì mắt nổ lồi ra này, như là đi chai luôn. Chakra và chúng ta xem này, lần trước này chúng ta nói về công trạng thiên linh, amen. Nhưng mà những cách thức nào để phát triển công trạng thiên linh anh em còn nhớ chứ? Anh em còn nhớ không? Cách phát triển công trạng thiên linh. Đấy, chúng ta sẽ học cả những cách phát triển công trạng thiên linh một cách hệ thống, gọi là còn sâu hơn đấy. Những cái đấy là những bài học này chưa giảng đến, chưa đọc đến. Nhưng ở đây chỉ nói những cách phát triển công trạng thiên linh một cách đơn giản thôi, cái đơn sơ đối với vừa mới tin Chúa. Kiểu như là sợ tin lành đấy, anh em ạ. Rất đơn giản đấy, mà cái điều đấy ai phải biết. Rất đơn giản, giảm đơn giản nhất trong các loại đơn giản mà ai phải biết để cách phát triển công trạng thiên linh cho mình. Anh em ạ, thứ nhất là cái gì? Tại sao? Thứ nhất là chúng ta hiểu được bông trái thiên linh là gì, không phải là tự mình có, đúng không? Nhờ mà thánh linh của Chúa ở trong, và chúng ta nhờ thánh linh của Ngài. Vì thế mà, thế phải tương giao thánh linh của Chúa, đúng không? Phải có đức tin đấy, hành động đấy để cái bông trái nó bật ra. Bởi vì đức thánh linh vào trong chúng ta ấy, thì cũng chỉ là gì ạ? Chúng ta nhớ rằng chỉ là hạt giống thôi, anh em ạ. Tất cả đều Chúa ban cho chỉ hạt giống thôi. Và những phần chúng ta phải làm gì ạ? Nó nảy nở lên. Nó nảy nở lên thì sẽ có, mình chúng ta sẽ được học những cách thức để nảy nở lên từng phần một, từng mũi một, yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Sẽ học cái phần đấy, sớm muộn chúng ta sẽ học chuyển sang phần đấy. Nhưng mà cái đơn giản nhất chúng ta xem đây, mà chúng ta có thể làm được, mà ai cũng có thể phải biết, đó là cái điều gì? Thứ nhất là gì? Đọc Kinh Thánh thường xuyên, thế thôi. Học Kinh Thánh, suy gẫm và hành động, làm theo, đơn giản thôi. Học Kinh Thánh thế nào? Giờ lại tất cả các bài học, cách đọc Kinh Thánh và thực Kinh Thánh thế nào, nhớ chưa? Năm ngón tay đấy, tôi đã giảng anh chị em đấy. Nghe, đọc, nghiên cứu, nhớ, suy gẫm và đọc ngón tay, làm theo. Thế là sẽ nắm được lời của Chúa. Nhiều lúc mà anh chị em quên lời Chúa, tại sao? Tại vì không chịu suy gẫm và làm theo, anh em ạ. Nên người ta chỉ có thể nghe, có thể đọc, có thể nhớ, nhưng có thể sẽ quên trong hoàn cảnh nó quên mất được. Tại sao? Tại vì cái điều nó chưa thể thiên của họ được. Nên vì nó không thể nhìn đến thì đến hoàn cảnh nó bung quá sao? Thì họ mới bắt đầu lộ ra mặt ra. Thì họ ra bên trong họ sản, tức là bản chất nó không phải như vậy, không phải như lời Chúa. Vì thế mà hoàn cảnh xảy ra, bắt bớ xảy ra, hay có chuyện gì mà xảy ra thì bắt đầu bộc lộ ra, ô cái bản tính xấu xa đâu đó, yếu ớt, hèn nhát, lười biếng, vô trách nhiệm, bẩn thỉu, ô uế nó bật lộ ra. Nhưng khi mà chúng ta để lời Chúa ăn lời Chúa trong lòng mình đấy, chúng ta giấu lời Chúa trong lòng và làm theo đấy, thì bất kể hoàn cảnh nào ra thì vẫn là vì bản chất được biến đổi rồi mà. Amen. Tất nhiên chúng ta sẽ còn có những cơ hội mà để vi phạm tội nữa, để biết rằng chúng ta chẳng là gì cả. Nếu chúng ta chỉ có trông cậy vào sức của mình, trông cậy vào sự khôn ngoan của mình, hệ thống của mình, năng lực của mình, nỗ lực của mình, thì chẳng là cái gì cả. Nhưng chỉ khi chúng ta trông cậy thánh linh của Chúa, mà trông cậy thánh linh của Chúa là đúng phải nỗ lực cả sức lên, đúng không? Vì Chúa nói là yêu Đức Chúa Trời phải sao? Kính mến Ngài hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn. Amen. Chứ phải là yêu Chúa, mà hết, ta phải nỗ lực hết sức cả mình nữa. Amen. Trong tất cả lĩnh vực tâm linh, linh hồn, thể xác. Cái điều thứ nhất mà để dễ dàng nhất mà chúng ta để phát triển được bông trái thiên linh ấy, ai phải biết đó là thường xuyên đọc Kinh Thánh và hành động phù hợp với những gì đã học. Những cái bài trước là chúng ta học rồi, tôi nhắc lại thôi. Bài học Kinh Thánh ấy. Thứ hai là nuôi mình bằng lời của Đức Chúa Trời, đúng không? Và đừng có chọn thầy là những người nào thích nịnh mình. Đặc biệt đấy. Còn khi bạn mà đi theo Chúa đấy, thì đấy, ai mà người dạy Chúa, Chúa đã ban cho người giảng luận lời của Chúa, đấy chính là cái lời mà bạn đang cần. Lời mà anh em đang cần. Anh em ạ. Tại Đức Chúa Trời không có chuyện vô tình đâu. Đức Chúa Trời có mục đích. Amen. Vì đang cần cái lời thật. Tất nhiên cũng có hội thánh yếu, thánh mạnh, anh chị em ạ. Có giai đoạn Đức Chúa Trời sẽ cân nhắc chúng ta phải đi đâu, theo thánh ý của Ngài. Nhưng mà cái điều mà chúng ta cần ấy là chắc chắn cái nơi mà Đức Chúa Trời đang phán, cái điều chúng ta cần, chỉ nếu biết chúng ta có mở
ai đang không giống. Có thể mục sư để anh chị bảo ôm mục sư giảng chán quá, nhưng mà vẫn là điều người cần. Alo, người ta có thể nấu cơm dở nhưng người cần ăn không? Có cần ăn không ạ? Cần ăn. Cần ăn thì cố, dở cũng phải ăn. Nên đừng có chuyện phải ngon mình mới ăn. Alo, nên nhiều người họ hạn chế luôn cả sự ban cho Chúa Trời, bởi vì họ chỉ nhìn thấy là ô mục sư này giảng đã e, ô mục sư này giảng chả có gì cả, chả thì thú vị biết hết rồi. Thôi thế là họ không nhận được điều của Chúa ban cho, mà rất là cần chúng ta học khi nghe được Chúa chúng ta thế nào rồi, là chúng ta phải là nhiều bài học đấy không? Và phải trước đó nghe lời học kinh thánh đọc giải như thế nào đấy, phải run rẩy sợ sệt đấy với Chúa đấy, mà khi nghe giảng cũng run rẩy để há mồm để nuốt cái lời đấy. Lần trước tôi đã giải thích anh em về nguyên tắc của lời đúng không? Lời bản chất lời đấy. Là vật chất luôn, hạt vật chất đấy. Lời là hạt vật chất luôn đấy. Tại vì là lời là tâm linh đấy. Nhưng mà vật chất nó thì vật chất nó là một phần của tâm linh thôi. Nên cái lời đấy sẽ tác động được đến đâu thần kinh, não tế bào và kích hoạt lên. Anh em ạ. Shakada Barasa. Với điểm thứ hai mà chúng ta xem đó là chúng ta phải nuôi mình bằng lời của Chúa. Và đừng có chọn cái thầy nào mà để nịnh mình. Anh em ạ. Vì kinh thánh nó nói rõ rồi. Đấy, kỳ dấu tốt ấy thì sẽ có nhiều kẻ làm sao ạ? Chỉ thích nghe lời êm tai thôi, sẽ nhóm hạ tất cả giáo sư giả lại để nghe câu chuyện huyễn, nghe êm tai, nghe cái lời giảng gì mà sung sướng, sức giàu, quyền năng, yêu thương, bình an, đều nghe sướng lắm. Nhưng mà thử thách, ôi phải thay đổi mình, phải ăn năn, phải từ bỏ tội lỗi, từ bỏ quyền sắc thịt, ôi. Họ không thích. Thì hãy cẩn thận đấy. Vì thế mà cái thầy nào mà chỉ có nịnh hót mình, nịnh mình đấy, mà không có chuyện mà cắt mình đấy, tỉa mình đấy. Cả tập cái thời đấy đấy. Alo, thánh anh của Chúa Trời nhé, rất tuyệt vời. Ngài cáo trách chúng ta. Amen. Ngài đưa chúng ta những thầy, giáo sư của Ngài đấy, để làm sao? Để mà đẩy dần cắt chúng ta, để chúng ta đau. Đau chính là đau xong đấy. Đấy, cái đau nhắc lại cái gì biết không? Nhắc về cái gì? Sự đau đớn khi chúng ta được lời của Chúa nghe qua mục sư hay qua ai đó giảng mà chúng ta cảm thấy đau đấy. Thì nói cái gì đấy? Sự gì đấy? Thập tự giá. Nói về thập tự giá đấy. Đau tức là đau đớn. Đấy, mà đấy chính là cái điều mà mình đang vác. Đấy chính là cái thập tự giá của mình mà mình phải mang theo. Amen, thì mình xứng đáng theo Chúa được. Thế đừng có ngu thì thấy đau quá. Ôi, đau không thích. Thế thôi, kẻ đó không xứng đáng với Chúa Giê-xu. Amen. Nhiều người tưởng thập tự giá là tôi phải đi thở ở cái cửa hàng vàng bạc, cái thịt ta to thật đẹp ghi đấy, hay các cha đạo ấy phải đào cái thịt của ta thật to này và xem đẳng cấp là thịt ta nặng bao nhiêu, to bao nhiêu, vàng bao nhiêu ký, kim cương hạng thế nào bên trong đấy, cái đẳng cấp của các cha đạo, các mục sư họ nghĩ thế. Nhưng đâu có cái thịt tự giá bẩn như thế, chúng ta rẻ tiền như thế, thịt giá mang đến sự chết, thịt giá vô hình anh chưa bảo, nhưng mà hữu hình, bởi vì chúng ta cảm thấy đau đấy, thịt tự giá của mình đấy. Amen. Nên là để muốn ra bông trái thánh linh ấy, thì hãy nhớ đấy, chỉ có thập tự giá của Chúa mới mang lại bông trái thánh linh được cho chúng ta. Amen. Chứ thập tự giá mới mang được thôi. Mà thập tự giá mang ấy, Đức Chúa Trời sẽ chọn những cái mục sư nào đấy, anh em ạ. Anh sẽ nói những lời mà cảm thấy khắc khe với mình, vẫn yêu thương để nâng đỡ mình, nhưng bên kia chúng ta nhìn thấy cả một vế ra khắc để tỉa mình, để cắt mình. Thì bên này nâng đỡ. Anh em ạ, phải nhìn thấy. À, không phải một bên chỉ có chút nó đánh đập chả thêm nữa cả, chút đập dữ dội rồi đã là lề đã đứng từ xuống thì không được. Ở bên thì cứ thổ cứ nịnh thổ ơi sẽ mau chóng rơi vào thần cảm giả mạo. Nên anh chị em này, chúng ta phải luôn tập nghe lời Chúa và nghe cả cái sự phê bình chỉ trích về phía mình nữa. Amen. Nhưng mục sư Sư-lô trưởng sang đây ấy, là ông ấy rất thích nghe sự phê bình. Nếu sự phê bình hay quá, và ông xem phân tích, xem sự phê bình có lợi cho mình không, có đúng thật từ Chúa Trời không, không phải thôi dẹp đi, không phải nhớ, không động đến nó gì nữa. Mất thời gian thì thời gian quý báu, thời gian sự sống mà, nên nó không có phí thời gian vì những cái sự chỉ trích mà không có căn cứ gì cả, không dính dáng gì đến mình cả. Amen. Nhưng gì mà nó dính mình, ố phải để ý đến để bắt đầu xem tập lại mình, anh em ạ. Thứ hai là chúng ta phải nuôi bằng lời của Chúa đấy, mà lời Chúa là sẽ cắt tỉa mình. Vì lời Chúa là sắp bén như là gươm hai lưỡi mà, thấu vào chia thì hồn, linh, cốt tủy, xem rất thành ý tưởng.
trong lòng của mình. Lời Chúa sẽ tách vào đâu thần linh, đâu linh hồn, đâu thể xác, tách rõ ràng ra để chúng ta nhìn thấy. Sau đó chúng ta đứng dưới trọng lượng, trọng cái gì? Hoặc theo xác thịt, hoặc theo thần linh mà có sự sống mà sống. Amen. Và điểm thứ ba để ra được bông trái của Chúa ấy, đó là bền lòng cầu nguyện. Và khi tin cậy Chúa dẫn dắt đời sống của bạn, đó là bền lòng cầu nguyện. Và không như đọc Kinh Thánh nhưng mà chúng ta cầu nguyện nữa, để trong quá trình cầu nguyện đấy, thở đấy là chúng ta tiêu hóa cái lời Chúa vào trong lòng của mình. Anh em, để lời thịt, để đưa lời Logos thành lời Rhema, chuyển đấy, chuyển vào trong lòng mình, giấu trong đấy, chuyển Logos vào, chuyển từ lời Chúa vào trong lòng mình. Nhưng cầu nguyện và sự bày tỏ của Chúa. Đúng rồi, tin sưng. Tất nhiên rồi. Thứ tiếp theo, thứ tư ấy, đó là phải năng đến thờ phụng Chúa trong hội thánh và nhóm họp, các nhóm tế bào. Chứ đừng có bỏ. Thế bây giờ nói thì chớ bỏ những sự gì nhóm lại như những kẻ kia thường quên lại. Vì trong lúc nhóm họp đấy thì có sự gì biết xảy ra, anh biết không? Thánh Linh Chúa hiện diện. Vì Chúa nói là nơi đâu hai hay ba người nhóm lại trong danh của Ngài thì Ngài giữa họ mà. Từ Thánh Linh của Chúa tới đấy. Mà Thánh Linh của Chúa thì Thánh Linh sẽ nâng đỡ. Và Ngài thì cái bông trái thì như bông trái của Ngài mà. Đến Ngài thì rất là quan tâm đến chuyện để bông trái nó lớn lên. Vì chuyện của Ngài, công việc của Ngài, anh em ạ. Nên chúng ta cần phải cộng tác với Ngài để cho bông trái Thánh Linh được phát triển trong lòng mình. Chứ đừng có mà ngồi thu thủ đâu đấy, ôi đi đâu thành ngại lắm, ôi phải bận nấu ăn, bận trông con cái, ôi bận là may, bận bán hàng, bận nọ bận kia, ừ thì cứ bận suốt cả đời, cả người chỉ nô lệ cho cái việc đấy thôi. Hoặc là nô lệ của gì, ta tôi mọi của sự công bình thì sẽ dẫn đến sự nên thánh và sự sống đời đời. Amen. Chúng ta đã học trước rồi cái Roma đấy. Hoặc là nô lệ của gì, tội lỗi xong sự chết đời đời, chọn đi kiểu gì là nô lệ, hoặc là tội lỗi, hoặc sự công bình, vậy thôi. Nên họ cứ muốn thôi phải ở công xưởng, tôi phải ở chợ buôn, tôi phải làm công ty công tiêu, tôi không có thời gian học. Thôi, nếu người chọn sự chết thì sẽ nhận thấy. Và điểm thứ 5 đấy, đó là tham gia tích cực vào đời sống hội thánh và nhóm tế bào. Hãy hầu mọi người và bùng trái thiên linh sẽ lớn mạnh trong lòng của bạn. Amen. Ta phải tham gia không những nghe học cái thứ đâu, mà phải tích cực hoạt động trong hội thánh. Hầu việc Chúa. Hội thánh có công việc gì đấy là phải tích cực hoạt động. Amen. Công việc ở trong hội thánh và công việc ở ngoài hội thánh, công việc khởi xướng mà công việc là mục sư hay lãnh đạo đấy, khởi xướng ra theo khải tượng hội thánh đấy, đó tham gia vào đó. Đấy công việc của Đức Chúa Trời mà. Mà công việc của Đức Chúa Trời đấy mục đích để cho mình là tăng trưởng cái tính cách của truyền trong mình, tức là bông trái thiên linh trong mình đấy được tăng trưởng. Chúa làm không phải bông trái công việc của Chúa làm để cho mình chết rúi rụi đâu. Mà cái công việc của Chúa như để cho mình catch up, tức là để cho mình được tập luyện các cơ bắp thuộc linh của mình được càng lớn mạnh, anh em ạ. Để bông trái nó càng ra trái nhiều hơn. Việc mà Chúa bảo mình làm đấy, nó có cái tác dụng như vậy đó. Thế là cái bài học trước mà chúng ta nhé các bạn, như vậy đó là để mà đến cái đơn giản nhất để mà ra bông trái thiên linh. Còn cụ thể là bông trái thiên linh là chúng ta sẽ vào cho hệ thống hóa, anh em ạ, chi tiết hóa và hệ thống hóa để những bài giảng khác, để những bài học khác. Thế chúng ta chuyển sang cái bài học tiếp theo, đó là các ân tứ thánh linh này. Ân tứ gọi là dat, tiếng Nga là blagen dat. Ân tứ là sự ban cho, em ạ. Một sự ban ơn. Cái ơn ở đó là ân tứ, ân ơn đấy. Ơn từ ân tứ ấy, là sự ban cho. Thì Thiên Chúa là vun trồng bông trái thánh linh trong lòng của con người, thành thử chăm sóc cái vùng đất tấm lòng là nhiệm vụ quan trọng của mỗi cơ đốc nhân. Trong Châm Ngôn đoạn 4 câu 23 có chép này: khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sống do nơi nó mà ra. Nếu bạn hoàn toàn trông cậy Chúa và để Chúa rửa sạch vùng đất và thay đổi tấm lòng bạn, thì bông trái thánh linh nhất định sẽ lớn và mang lại những phước hạnh Thiên Chúa cho đời sống của bạn. Thiên Chúa sống trong bạn, thay đổi tính cách bạn khi mang đến bông trái thánh linh và cho bạn những khả năng siêu nhiên để bạn có thể thực hiện được những nhiệm vụ siêu nhiên của Ngài. Và bông trái thánh linh là gì? Là những gì mà bạn phải làm việc với nó bởi năng lực của Chúa, đó là tính cách và hình mẫu của Chúa trong bạn. Thì bài trước chúng ta học rồi. Amen. Bây giờ ân tứ thánh linh, cách ân tứ thánh linh là gì? Đó là những gì mà theo ân điển của Chúa bạn nhận được cho sự hầu việc Đức Chúa Trời, là quyền năng của Chúa trong bạn. Ân tứ đấy là quyền phép nào đấy ở trong bạn, là cái sức mạnh nào đó trong bạn. Amen. Bông trái nó khác nhé. Đó là như cái bản chất, ân tứ và sự ban cho nó là quyền năng.
chất tính các anh em ạ, nó khác. Đừng có lẫn lộn bông trái với cả ân tứ, tất cả đều cần cả. Amen. Shakadaba. Hãy đọc tin lành theo Giăng đoạn 14 câu 12, câu 16, 26 và trả lời câu hỏi này. Chúng ta xem cho nó là người tin Chúa Giêsu sẽ làm chọn những công gì nào. 14 Chúa Giêsu nói đây: quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa vì ta đi về Chúa Cha. Như vậy là người tin Chúa sẽ làm những gì? Làm những việc của Chúa Giêsu. Làm những việc gì mà Chúa Giêsu làm, đúng không? Mà lại còn làm nhiều hơn nữa. Đó. Mà làm cách nào? Đến đâu đâu mà làm? Anh chị em? Vì Chúa đó. Cầu nguyện cho mình. Bưng ân tứ Thánh Linh đấy. Nhờ quyền năng đấy chúng ta mới làm được. Nhờ ân tứ Thánh Linh chúng ta mới làm được. Để làm giống như Chúa. Amen. Amen. Nhờ ân tứ Thánh Linh mà chúng ta làm được điều đó. Shakadabarasakadababie. Và tại sao điều đó là có thể được? Thì ở câu 16 và câu 26. Câu 16 nói thế này: ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Đấy câu 16. Đấy Chúa nói câu thứ nhất là các ngươi sẽ kẻ tin ta sẽ làm như việc ta làm. Mà như việc Chúa làm thì người ta nhìn thấy khiến kẻ chết sống lại, người phục được sạch đúng không? Kẻ què đi đu đủ các thứ, hóa bánh, hóa các thứ, nuôi ăn bao nhiêu người, chữa lành bệnh đu đủ các thứ. Thế bây giờ người tin Chúa lại làm những việc đấy đó. Xong Chúa còn nói làm lớn hơn nữa. Thế thì đấy là bảo đấy. Thì đấy cái câu 16 là đảm bảo đấy. Vì sao? Chúa đi về cùng Cha thì Chúa nài xin Chúa Cha để ban cho người một đấng yên ủi. Amen. Tại vì khi mà Chúa đi vắt thì phải cần yên ủi. Thì đi vắt thì bắt đầu môn đồ hoảng sợ. Chúa đi á? Thế thì con tin ai nhỉ? Bình tĩnh Chí Khà, bình tĩnh đi. Bắt đầu thần yên ủi đến đấy. Và thần ấy, thần ấy là Chúa Thánh Linh đấy. Và ở với chúng ta đời đời. Amen. Chính là sinh lại chúng ta. Thế là chúng ta sinh lại bởi chính Ngài đấy, đời đời thôi. Bản chất của Ngài trong mình là đời đời thôi. Và câu 26 có nói này: nhưng đấng yên ủi tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Đó, tuyệt vời chưa? Nên Đức Chúa Giêsu Ngài rất tuyệt vời. Ngài làm cái gì? Ngài làm hết có trước có sau. Ngài làm hết. Không có chuyện như chúng ta nhiều lúc đánh cho bỏ rồi. Chúa làm mà Chúa lo lắng hết từ đầu đến cuối hết cho chúng ta. Anh em ạ. Chúa đi và Chúa để lại đấng đấy tuyệt vời. Đấng đấy ban quyền phép chúng ta. Đấng dạy dỗ chúng ta. Chăm sóc chúng ta. Và không có năng lực của Chúa thì không thể thực hiện được công việc của Ngài. Chỉ khi tương giao với Chúa thì chúng ta nhận được không chỉ sự chỉ dẫn trong việc hầu việc Chúa mọi người, mà còn cả năng lực cần cho sự hầu việc đó nữa. Anh em ạ. Và trong Kinh Thánh thì năng lực đó được gọi là ân tứ, hay có nghĩa là sự ban cho. Amen. Tại không năng lực thì làm sao hầu việc Chúa được? Thế vì thế mới cậy Thánh Linh của Chúa ấy, thì có năng lực từ trời. Amen. Và năng lực được gọi là ân tứ Thánh Linh. Ân tứ của Ngài. Hay là đấy là ân tứ. Hãy nhớ này, ân tứ Thánh Linh được ban cho để hầu việc người khác theo thánh ý của Chúa đấy, để tôn vinh Chúa Jesus Christ và khẳng định nước trời trên đất, chứ không phải để thỏa mãn những nhu cầu cá nhân và để đạt những mục đích tư lợi. Hãy đọc Cô-rinh-tô 12, 1 đến 11 và chép lại ân tứ Thánh Linh đi. Shakadabarasakadabrudu Shikadabarasakadabrudu Shikadabarasakadabrudu Enzakadabrudu Shakadabrudu Ula Sakadabrudu Ula Baba. Hallelujah, Gospel, Slava Chibet. Ngợi khen Chúa. Đây, chúng ta cũng đọc này. Hay tôi để tôi đọc vậy. Hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết về các sự ban cho thiêng liêng. Đó, sự ban cho thiêng liêng đấy. Sự ban cho tức ân tứ đấy. Thiêng liêng, tức là cốt, tức là tâm linh. Anh em biết khi mình còn là người ngoại đạo, bị dỗ, bị khuyên hướng về các thần tượng câm, tùy ý người ta dẫn dụ mình. Bởi đó, tôi tỏ cùng anh em, chẳng ai cả Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà nói rằng Đức Chúa Giêsu đã nguyện được. Nếu không cả Đức Thánh Linh thì cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa.
và có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đứng làm việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người để ai nấy đều được sự ích chung. Và người này nhờ Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh cho kẻ kia được ơn chữa bệnh tật. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì nói được nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì thông giải được các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng mỗi người. Amen. Aha, và là cái sự ban cho của Chúa Trời, đấy là theo ý ai? Của Chúa. Ý của Chúa Trời. Mà ý của Chúa Trời thì chúng ta biết trong sự cầu nguyện đấy, làm gì? Hay đức tin đấy, để làm gì? Thực hiện ý của Ngài, chứ không phải là tư lợi của mình. Amen. Nên vì thế cái sự ban cho của Chúa Trời đấy là để mục đích để làm việc của Ngài trên đất này, tức là gì ạ? Giảng tin lành nước của Chúa Trời trên đất để tôn vinh Chúa Giêsu Christ. Amen. Công bố thiết lập hệ thống giá trị nguyên tắc nước của Chúa Trời ở trên đất này trong tất cả lĩnh vực mà chúng ta được gọi đến. Đó, ân tư thiên linh được ban cho để có năng quyền làm được đó đấy. Amen. Nó như tương tự như công cụ đấy anh chị em ạ. Bởi nó không công cụ ấy, anh em hình dung này, đào đất này, tôi bảo anh em ra đào cho tôi cái đất, đào cái hố rộng 2 mét, dài 2 mét, sâu 2 mét, nào đào đi em, có sở nó mà đào, lấy tay mà đào hoặc lấy dao mà đào, tôi phải có công cụ đúng không? Nhưng mà nếu dao tay đào mãi đau cả tay mà không đào nổi, thì anh em có công cụ thì có đào được không? Có. Công cụ thứ nhất là anh em có công cụ là thước đo, để đo 2, 2, 2, chứ không được đo có 1 xong bảo là thế đủ rồi, hay lại sâu quá hay sao. Tại vì cái nhiệm vụ là đo 2, 2, 2 chẳng hạn, rộng cao và sâu đấy phải như vậy, rộng dài và sâu đấy phải như vậy, thì vì có dụng cụ nên mình làm chính xác được cái nhiệm vụ của mình, được sao? Amen. Và làm nhanh nữa, phải có xẻng đấy, cắt đúng không, cắt đất và xúc đất lên, phải có cái gì đấy chứ nếu tay không làm sao làm được. Cũng có thể làm được nhưng mà rất lâu. Nên vì thế mà cái người nào mà không trông cậy thấy Chúa ấy, thì làm không làm nổi, thấy không? Vì thế và chúng ta rất cần thánh linh của Chúa Trời. Vì thế trong cái thánh nói là tôi phải nói anh chị em là phải cần cho sự ban cho thiêng liêng. Amen. Để khát khao sự ban cho thiêng liêng đó, khát khao sự ân tứ của Chúa Trời để mặc cái năng quyền Chúa trong đời sống mà hầu của Chúa Trời đã thắng. Amen. Và hãy phát triển một tương giao Thiên Chúa anh em ạ. Vì đối với Chúa Trời thì mọi cái tin đều được cả. Vì thế mà mình tin với Chúa Trời, mình nối mình đấy với Chúa Trời anh em ạ. Nếu cái một Chúa Trời đức tin mà đức tin là gì? Chúng ta hiểu đức tin là sự thực hiện điều Đức Chúa Trời đang trông mong. Amen. Trong mình và qua mình. Định nghĩa đức tin đấy. Là chúng ta học rồi. Thế thôi. Thì khi đó là chúng ta không chúng ta làm nữa thôi. Nếu chúng ta trông mong thì nó chả là cái gì cả. Nhưng mà đến ý một Chúa đang trông mong xong và sẽ thực hiện với lấy việc của Đức Chúa Trời thì chắc chắn là đang hoàn thành. Amen. Và vì vậy mình cần cực kỳ cần thiết là tương giao với Đức Chúa Trời. Chúng ta xem trong cái hình vẽ nhỏ này, nhìn thấy đây, hình vẽ nhỏ đây, Shakadabalasakadaba, hình vẽ nhỏ đây nhá, thấy chưa? Ví dụ đây là chúng ta chúng ta nhận biết lời của Chúa Trời nhá, chúng ta nhận biết lời của Chúa Trời anh chị em ạ. Thì đấy là đây là hai hình tam giác, hình tam giác tương tự của Chúa từ trên cao, còn mình hình tam giác dưới đất, hướng lên để mà nhập thể với nhau đấy, để mà liên hệ với nhau. Thì Đức Chúa Trời như Chúa Ba ngôi ấy, trên giáng xuống, còn mình ở dưới là vươn lên. Thì qua sự cầu nguyện đấy là cầu nguyện là tương giao với Chúa mà, và bắt đầu nối kết nối với nhau, kết nối do ra hình và hòa hợp với nhau như hình ngôi sao 6 cánh David. Thì lúc đó sẽ làm theo lời Chúa và tôi chúng ta thành công. Và bây giờ chúng ta xét những cái ân tứ thánh linh này. Ân tứ thánh linh mà chúng ta vừa đọc đấy là có 9 ân tứ thánh linh. Anh chị em ạ, 9 ân tứ thánh linh nó chia ra làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất đó là nhóm ân tứ, các ân tứ năng lực, đó là ân tứ mặt đức tin, ân tứ chữa lành và ân tứ làm phép lạ. Thứ nhất này, ân tứ đức tin đó là cái gì?
đó sẽ thể hiện siêu nhiên của Đức Chúa Thánh Linh. Ân tứ đó ban cho người khả năng tin vào điều Chúa sẽ làm, điều gì đặc biệt cho người ấy hay qua người ấy. Ân tứ đức tin khác với ân tứ đức tin cứu rỗi nhé, cái này khác nhau nhé. Không phải là tôi tin Chúa Giêsu rồi thế là tôi có ân tứ đâu, chuyện này không phải. Chúng ta nhớ là Chúa làm sao đưa chúng ta từ đức tin tới đức tin. Amen. Nên cái đức tin cứu rỗi ấy là đức tin mà nhỏ nhất, là đức tin mà đầu tiên nhất, dễ nhất mà chúng ta được nhận. Amen. Sau đó nhờ những cái lần mà chúng ta được ân tứ đức tin ấy để bắt đầu phát triển trong tâm, trong ân tứ Thánh Linh ấy, đó là chúng ta được đưa từ đức tin đến đức tin, anh em ạ. Thì nhờ cái ân tứ đức tin này, cái ân tứ đức tin này nó như là một cái xúc tác, anh em ạ, để là gì ạ, để khích, để cho đức tin chúng ta được lớn mạnh, thì gọi là ân tứ đức tin. Anh em có hiểu ý tôi không? Tôi nói lại anh chị em nhé, đức tin chúng ta cần phải lớn mạnh, đúng không? Lớn mạnh tức là phải có cái gì xúc tác thì nó lớn được, chứ không phải tự dưng nó đứng lên mà tự nó lớn được. Thì đó, đúng, hiển nhiên chúng ta ai bảo là tương giao với trời, đúng đúng, chúng ta học là tương giao với trời, nhưng khi tương giao với trời đấy thì Chúa ban cho cái ân tứ, và ân tứ đức tin. Amen. Đấy, cái ân tứ đức tin nó sẽ thúc cho chúng ta và sẽ đẩy đức tin này piu 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 và nó tùng và amen. Amen. Thế là ân tứ đức tin đấy. Hay anh chị em biết là xem những cái ở trong các phản ứng hạt nhân chẳng hạn đấy, thì khi là nổ bom hạt nhân hay nổ cái gì đấy thì phải cần một cái gì, cái mồi nổ hay kíp nổ đấy. Chỉ cần một cái đấy tung ra thôi bắt đầu nổ bùng bùng bùng. Hay quả lựu đạn của mình chẳng hạn, nó có cái kíp nổ đúng không? Thế thôi, chỉ cần động kíp nổ bản thân kíp nổ có thể nó chẳng là cái gì cả, nhưng mà nó có thể kích động luôn và luôn ra luôn cả một chuỗi để lớn hết luôn. Thì cũng vậy, ân tứ đức tin ấy có thể nôm na, có thể chúng ta có thể giải thích nôm na như vậy, chúng ta có dễ hiểu. Amen. Tức là một sự ban cho để chúng ta bắt đầu tin quyết một điều gì đó mà Chúa phán chúng ta, chúng ta quyết định, chúng ta quả quyết lắm, tin quyết định lắm, và bắt đầu hành động theo điều đó. Ân tứ đức tin này khác với đức tin cứu rỗi, mà nó có trong một tín đồ và có thể và cần phát triển phù hợp với lời của Chúa. Cũng như tất cả ân tứ Thánh Linh, ân tứ đức tin được thể hiện chỉ khi nào Chúa Thánh Linh giáng trên tín đồ với năng lực đặc biệt. Một trong thí dụ điển hình của Kinh Thánh đó là sự đi trên mặt nước của Chúa Giêsu trong sách Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 25 đến 27 đấy. Khi Chúa Giêsu đi trên mặt biển, nhớ chưa? Xong rồi mặt Phi-e-rơ cũng sao ạ? Cũng đi theo. Tại vì ông tin, ông tin mà. Mọi người thấy Chúa Giêsu trên mặt biển đầu tiên tưởng ma. Xong rồi nhìn lại thật ạ. Đừng sợ, ở đây Giêsu, đây Giêsu các con đây, của các con đây. Thì bảo ô Phi-e-rơ bảo thành trên mặt biển đó, mình cũng đi được. Thế Chúa bảo lại đây. Thì khi ông nghe thì Chúa nói lại đây, cái ý của Chúa lại đây, ông ấy đến gần Chúa Trời. Chính thế mà Chúa ban cho ông đức tin, mặc dù là làm sao đi mặt biển được, nước làm sao đi được, khinh công sao mà làm sao được. Ông mà ông có tập kinh không bao giờ đâu mà biết. Thế ông như ông tin xong, đó là khi đó ông có đức tin đặc biệt đấy, bùng phát là ông đi. Vậy thôi. Nhưng chúng ta cũng biết là khi trong lúc ông đi thì sao, ông nhìn sóng gió ấy, nhìn hoàn cảnh ấy, và đức tin ông bắt đầu sụp đức tin thì nó bắt đầu sụp xuống luôn. Nhưng mà ân tứ đức tin thì chúng ta nhìn thấy cái bắt đầu, tức là khi có đức tin nào đặc biệt, tức là lúc đó nhé, mặc dù hoàn toàn nó bất chấp hoàn cảnh xảy ra, mà cả tin thì có xong và gì ạ, và sẽ đẩy cái gì ông thấy đức tin là gì, thực hiện điều Chúa mong muốn. Vì thế mà khi ông ấy nhận được đức tin ấy, là đức tin chúng ta được định nghĩa là thực hiện điều Đức Chúa Trời đang trông mong, đúng không? Chúa hỏi là lại đây, xong ông mới bắt đầu thực hiện điều Chúa đang trông mong, ông chạy đến và ông đi được. Amen. Vậy thôi, để thí dụ đức tin đấy để chúng ta hiểu được. Shakadabarasa. Điểm thứ hai là ân tứ chữa bệnh. Ân tứ chữa bệnh đó là khả năng siêu nhiên chữa lành người khỏi một hay nhiều bệnh tật. Con người không thể chữa lành tuyệt đối mọi bệnh tật vào bất cứ lúc nào. Khả năng này chỉ có duy nhất từ nơi ai? Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu mà thôi. Cái ân tứ chữa bệnh đấy, anh em ạ. Ân tứ chữa bệnh là ân tứ gì? Là một ân tứ, một cái sự ban cho siêu nhiên Đức Chúa Trời để chữa bệnh tật của con người, anh em ạ. Tại vì bản thân con người chữa không thể tuyệt đối được. Alo, anh em có biết không? Họ chữa được cái bệnh này thì họ loại ra bệnh khác, hoặc là bị di chứng, bị di căn để lại, chứ không bao giờ tuyệt đối được. Nhưng mà khi mà Chúa mà đã động vào mà Chúa chữa bằng cái ân tứ chữa bệnh ấy, thì tự nhiên tôi chả thấy dấu vết nó đâu cả, như là nó chưa từng có ở trong bao giờ cả. Điều ân tứ chữa bệnh đấy, anh chị em ạ. Alo,
đại tư chữa bệnh. Thí dụ như ở trong thành ta có người bị ung thư đấy, SIDA giai đoạn cuối chẳng hạn này, hay là viêm gan này, lao phổi chẳng hạn này đó. Nhưng mà khi được cầu nguyện mà những người hầu Chúa họ cầu nguyện vào ra đặt tay xuống và cầu nguyện đấy, thì những người đấy được Chúa ban cho ân tứ chữa bệnh đấy. Nó xong đang chết rồi, đang hấp hối để uống mắt ớ tỉnh dậy, sau một thời gian sau đi kiểm tra hết tất cả ớ sạch bong cháy đâu rồi. Đấy ân tứ chữa bệnh đấy. Amen. Ân tứ chữa bệnh đấy để khẳng định về đấy, ân tứ để thành lời liệm để bật ra ý muốn Chúa trời đó, Chúa này thương xót con người, anh chị em ạ. Thì khi thấy con người bệnh tật mà thì Chúa rất đau khổ. Kinh Thánh nói rằng là dân mà đau khổ thì Chúa còn bao nhiêu? Chúa đau khổ. Amen. Đức Giê-su này còn đau khổ, Ngài còn khốn khổ khi dân Ngài khốn khổ. Ngài là cha chúng ta mà. Cha thì không thể là dừng dưng với chúng ta được. Thế nên cái ân tứ chữa bệnh được Chúa ban cho người đấy để thực hiện cái sự chữa bệnh siêu nhiên ở đó. Và ân tứ chữa bệnh đấy, sự chữa bệnh, sự chữa lành đấy chúng ta được học rồi, học qua, nghe qua rồi. Đó thì sự khẳng định về, sự sống lại về. Về đi. Về thân thể ngày sau đó. Để chữa bệnh thì chữa xong vẫn cứ chết mà. Kinh Thánh chỉ ra như vậy rồi. Lazarus được sống lại chưa? Sống lại nhưng cuối cùng vẫn cứ chết ở trên đời, trên đất. Nhưng cái chuyện mà ông sống lại đấy để khẳng định là sẽ có chuyện ra chuyện sống lại, chết và sống lại bây giờ từ một thể mới đấy đó. Tức là sẽ có sự cứu chuộc về thân thể. Cái sự cứu chuộc chúng ta đang có là ngay tức là chúng tin Chúa là thì chúng ta đã học rồi, đó là ngay tâm linh được sinh lại ngay, đúng không? Đã. Sau đó sự cứu chuộc đó, sự sinh lại phải được chuyển giao xuống biển tâm linh hồn mình bằng cách thay đổi tâm trí. Amen. Quyết định và tình cảm cảm xúc của mình cho phù hợp với Đức Chúa Trời. Amen. Thế còn thân thể thì thôi, thân thể thì vẫn bị chịu. Thỉnh thoảng Đức Chúa Trời sẽ cho ân tứ chữa lành đấy. Đấy, siêu nhiên để cho thân thể nó khỏe mạnh, để chữa lành. Để khẳng định là sự cứu chuộc về thân thể sẽ có. Nên chưa đến đâu, với chuyên kỳ của nó. Amen. Và ân tứ thứ ba, đó là ân tứ làm phép lạ. Đó là những khả năng siêu nhiên làm phép lạ. Thí dụ trong Tin Lành theo Giăng đoạn 2 câu từ 1 đến 11 có nói về cái phép lạ thứ nhất mà khi Chúa Giê-xu Ngài biến đi. Nước hóa thành rượu đấy, anh chị em ạ. Các đệ tử bia rượu thì chắc này đừng uống rượu, chắc là đừng uống rượu đấy. Tại sao như vậy? Và rượu đây chỉ cho thánh linh của Chúa, anh em ạ. Vì Kinh Thánh nói rồi, rượu mới. Là cái dân mà dâng mình cho Chúa đấy, là CD đấy, là gì ạ? Không được uống đồ say. Không uống đồ say, chỉ say duy nhất là say gì? Say nước thánh linh của Chúa Trời mà thôi. Amen. Nên từ nước đến thành rượu, Chúa nói rằng đấy, cái kỳ mà Chúa thăm viếng đấy là sao ạ? Từ cái nước nó chẳng là cái gì cả, sau đó sẽ thành rượu, tức là gì ạ? Bắt đầu say trong thánh linh của Chúa Trời. Rượu là thể hiện, tức là tượng trưng cho thánh linh của Chúa, chứ không phải cái rượu bẩn thỉu rẻ tiền mà người ta đang uống ở vùng đấy đâu. Người ta nghiện ngập chén rượu trên anh đốc đốc đấy đâu, xong nó thốc còn tháo đâu. Mà cái thí dụ mà Chúa nói về là biến nước thành rượu đấy, để chúng ta cũng gợi ý chúng ta thì làm phép lạ đi. Trong quán nhậu đấy thì chúng ta có thể có được biến rượu thành nước. Tôi đã kể cho chị em đấy. Có lúc người ta mời đến những cái đám nào đấy, khi tôi đến đấy thì thấy ô của này uống rượu cũng được, thôi hôm nay không được rồi. Mình ở ô họ mời uống rượu mà không, tôi là một sư, tôi không uống rượu, tôi có rượu cho mình. Uống rượu nào đấy, rượu thánh linh của Chúa Trời. Và tôi cầu nguyện bây giờ, họ để cho mình cầu nguyện, để Chúa làm phép lạ biến rượu thành nước. Và trong Thánh Giêsu tất cả những tác động của tà linh ma men cút khỏi nơi đây. Amen. Sao họ lấy thuốc lại ra họ cực chặt chặt này uống xong rồi. Sao rượu nó nhạt thế nhỉ? Sao người khác uống một cái rượu thì người rượu đều mà người kia mà không uống rượu xịn đấy, rượu đắt hơn cả bình thường đấy. Thế mà tại sao cái phép lạ đó trời làm bị rượu thành nước để họ uống họ chẳng thấy tiền men, họ không muốn uống nữa, họ vất đi, họ đổ đi, họ thôi không uống nữa, họ không uống không tiện nữa và ra thôi kể chuyện khác và không bị xa vào sự trói buộc của tà linh bia rượu nữa. Thì ấn tứ phép lạ Chúa ban cho để thực hiện một phép lạ đấy để gì ạ? Phép lạ để ban cho làm gì? Khẳng định sáng danh Đức Chúa Trời. Amen. Để làm theo ý của Đức Chúa Trời. Chưa phép lạ để nói đấy, thấy chưa? Tôi là hiện đại nhân đấy, tôi là phép lạ đầy mình đấy. Thế thầy để mà gì ạ? Để mà kiếm tiền, để mà là nuôi bụng mình khốn nạn kẻ đó. Còn hút thêm lá thì mình biến thành gì được? Nếu chúng ta
nếu mà chúng ta anh chị em ạ mà sử dụng ân thứ thánh linh ấy mà để nuôi bụng mình khốn nạn ấy, anh em ạ, hãy nhớ đấy, vì lúc đấy cái người đấy nó mang cái lửa lạ đến dân Chúa Trời, mà chúng ta biết lửa lạ trong Kinh Thánh chỗ nói gì, chú dáng đi, người mà mang hương lạ lửa lạ đến dân đền thờ cũng là dân Chúa, nói làm dân Chúa nhưng chú biết động cơ không phải, và sao lửa từ Đức Giê-hô-va giáng xuống mà thiêu rốt hết những kẻ dân hương mang lửa lạ, nên nguy hiểm lắm. Nên chúng ta khi mà ân tư Đức Thánh Linh, vì thế tại sao chúng ta được học ấy, tất cả dâng mình cho Chúa. Amen. Tôi tin Chúa vì nghĩa vụ của tôi. Tôi tin Chúa này, đấy là nghĩa vụ của tôi, tức là chương trình Đức Chúa Trời dựng nên là thế thôi. Amen. Thế là để đẹp lòng Chúa Trời, để báo trải tình yêu của Ngài, lòng biết ơn của Ngài, lòng biết ơn của tôi đối với Ngài, vì Ngài dựng tôi thế thôi. Nên tôi phải tin, tôi phải làm, nên chuyện hiển nhiên chẳng có điều gì mà phải không có đặt điều kiện là tôi phải có này tôi mới hầu của Chúa. Nên vì thế mà rất đơn giản anh chị em ạ, chỉ hỏi người đấy, người ta bảo ôi tôi có tiền thì tôi sẽ làm từ thiện, hóa ra người đấy không làm từ thiện, nó không làm từ thiện, đấy làm từ thiện là phải làm cả khi không có tiền, làm việc lành đấy, chứ đừng quên tôi phải có việc gì tôi thật nhiều tiền nhỉ, tôi sẽ làm việc lành, thế là chỉ bảo người đấy, người không làm việc nhỏ này thì làm sao cái đời nó mơ việc lớn, lại tiếp tục vào rừng mơ để chuột khổng nhá, Shakadavarasakem, đến ân đức phép lạ đấy. Lúc đấy là Đức Chúa Trời sẽ ban cho một khả năng siêu nhiên chúng ta, anh em ạ, để cho làm phép lạ kỳ lạ ở đó. Ví dụ như tôi kể anh chị em những cái lúc mà ở Việt Nam năm 2005 đấy, mà cầu nguyện để mưa xuống đấy, mọi người bảo là ô mấy tháng nay trời không mưa, thế nó trong cầu nguyện và công bố mưa xuống đây để gì, không phải để khoe mình mà mưa xuống đây để mưa thánh linh của Chúa xuống, mưa huyết của Chúa Trời quét sạch tất cả ô ấy ở quảng trường Ba Đường, qua Ba Đình, quét sạch ô ấy của dân tộc Việt Nam, rửa sạch tội lỗi của dân tộc Việt Nam đi, như cái ân chứng của Chúa như thế, cho sự kêu gọi của Chúa hành trình không, thế thôi. Thế thì cầu nguyện xong thì sao, khi ở Hà Nội thì chỉ có mấy tiếng sau là bắt đầu mưa, mưa mà đến nỗi cái cậu lái xe 29 tuổi, cậu bảo là cả đời 29 năm thì cậu chưa bao giờ nhìn thấy cái trận mưa lớn như thế này, xong ngập hết luôn đấy, nhớ chưa, ngập hết cả xe ô tô đấy, xe Toyota liền cái gì Carina cái ngày năm 2005 cũ rồi, nước ngập vào trong chân luôn, trong xe luôn, mà xe không chiếc máy, trong xe Jeep đó, các thứ đi chiếc máy dọc đường, đi xe máy ngập đến tận yên luôn, ngập đến tận yên luôn, mà xe cứ đi vào ông thứ nhất mà cầu nguyện cấm xe không chiếc máy phải đi được bình thường, phải đi được vinh ở nơi trời, mà sau đó quay phim cả những cái ở trong ô tô đấy, khoang nước đầy ở trong khoang luôn, cậu kia thì đi giày mà đạp ga rồi chân thì đầy nước, hai chân đầy nước cả, chân trái bên phải đầy hết cả nước, cậu ngồi ở bên trên đấy thì có hết cả chân lên bởi nước đầy hết, thì đấy bỏ dép xuống, còn tôi ở một cái bàn tay ở đi đằng sau đấy thì cũng có hết cả chân lên, co chân lên trên cái salon đấy vì là nước ở phía dưới, và quay phim và xe đi qua những đoạn đường đấy trong vòng phải gần nửa tiếng ấy. Đi vậy nó chậm mà. Đi chậm mà đi qua những đoạn đường trũng như thế, và đi ra đến cái nơi mà bắt đầu bớt nước hơn, thế mà xe không bị chết máy cả, để mình công bố như vậy. Đến sáng hôm sau mà cậu đấy phải, các cậu ấy nói mọi người không thể tin nổi nhá, họ không chịu tin. Đến khi họ ra họ xem xe đúng thật là bên trong toàn nước thì thôi này. Và cả cái chuyện nó khi về trong Sài Gòn ấy thì cũng trận mưa luôn, mấy tháng nay trời không mưa. Thế cầu nguyện Chúa tỏ ra rằng là khi con còn ở Việt Nam, khi con rời Việt Nam, trước khi rời Việt Nam sẽ có trận mưa. Thế chiều, buổi trưa thì rời Việt Nam, thì buổi sáng đang ngủ, thấy tóc cách thì mình tưởng ngủ mê. Hóa ra trời mưa rất to. Mưa với mưa đi, ý muốn thì ý muốn không phải là mưa, để lấy là ứng nghiệm. Là tôi nói đấy, bách chưa? Như là ai đấy, nhớ, như là ông tiên tri Jonah đấy. Ông nói mà ông bực với cái chuyện rồi, ông nói bây giờ lời chú không thành. Ông nói ra rồi bây giờ lại không thành, ông bực lắm. Kiểu ông bảo vệ cái danh dự của ông thôi. Nhưng mà đây là khi chúng ta nói bất kể cái điều gì đấy là danh dự ai? Của Đức Chúa Trời. Amen. Vinh hiển của Đức Chúa Trời, chứ của mình. Mình có thể mất danh dự của mình là cái bèo vất đi. Nó không đáng giá một xu đâu. Nếu không có Đức Chúa Trời, nó chẳng đáng giá gì hết. Amen. Chỉ có Chúa Giê-xu mới là cái danh dự đấy mới đáng giá thôi. Nên vì thế mà mình làm tất cả vì danh của Đức Chúa Trời. Vì cái vinh hiển Đức Chúa Trời. Amen. Trong lòng của mình ấy, động cơ trong lòng đấy. Có thể có thời điểm chúng ta có thể chưa được phép nói là danh Chúa Giê-xu, nhưng trong lòng chúng ta là chúng ta vẫn là vì động cơ là để làm sáng danh với Chúa Giê-xu. Amen.
Thế người ta chưa hiểu lành Chúa Giêsu thì làm quá việc lành cụ thể anh em ạ, để xác lập lời của Chúa Trời, vì lời của Chúa Ngài dựng lên, Ngài đặt để cao cả danh thánh của Ngài. Amen. Nên những ân tứ mà làm phép lạ đó là cái ân tứ mà Chúa ban cho để khẳng định sự siêu nhiên của Chúa Trời với cái ý muốn tốt lành đẹp lòng trọn vẹn của Ngài. Amen. Amen. Và nhóm thứ hai đó là nhóm ân tứ hiểu biết, anh chị em ạ. Ân tứ hiểu biết là ân tứ nói lời khôn ngoan, là hiểu biết, và ân tứ phân biệt các thần. Đó là ân tứ nhóm thứ nhất là gì? Năng lực, đúng không? Thứ hai này gì ạ? Tri thức hiểu biết đấy. Nhóm này thì gồm ba cái, đó là ân tứ nói lời khôn ngoan. Thứ nhất là gì? Đó là sự bày tỏ siêu nhiên của Chúa Thánh Linh về sự kiện nhất định nào đó sẽ xảy ra trong tương lai. Đó là ân tứ nói khôn ngoan. Chuyện này. Chúng ta đọc trong vụ sứ đồ chẳng hạn, chúng ta thấy khi mà cầu nguyện xong rồi có được một môn đồ mới thấy rằng là sẽ có người kiểu như Paulo bị trói đấy, đặt vào đấy, trói sẽ đi giải tự nhà tiên tri giải lên, sẽ nói ra, kể ra sẽ chuyện như vậy, để cho ra, để con cái chúa ra bắt đầu xếp đặt lại trật tự, amen, xếp đặt lại để ra cái việc đấy, để gì, để họ hạn chế tối đa những tấn công của ma quỷ, để mà giải hóa giải những tấn công đó, để mà chuẩn bị lòng ấy, để mà giữ vững đức tin ấy, để mà hành động khác đang bùng cháy hơn nữa cho Chúa. Còn ân tứ nói lời hiểu biết ấy là gì? Đó là sự bày tỏ siêu nhiên về quá khứ hay hiện tại, anh chị em ạ. Nhiều lúc mà Đức Chúa Trời ngày nói chúng ta, ví dụ như con có những cầu nguyện chẳng hạn này, Chúa nói với chúng ta về sự chữa lành của ai đó, ai đó bị bệnh ở bệnh kia đấy, hay là có năng đề gì chẳng hạn, đấy là nói là hiểu biết đấy, anh chị em ạ. Nói lời hiểu biết, anh chị em ạ. Cũng có đôi lúc Chúa nói phán lời gì ạ? Lời khôn ngoan để nói sự kiện sẽ xảy ra tương lai để chúng ta đức tin ra được nắm cháy đây, anh em ạ, để chúng ta không bị gục vỡ gục. Amen. Để biết là có thật là Chúa Trời ở trong giữa chúng ta. Và thứ sáu đó là ân tứ phân biệt các thần, đó là sự nhìn nhận siêu nhiên, sự hiểu biết chuyện xảy ra trong thế tâm linh nhằm mục đích xác định thần linh nào đang hành động trong con người hay ở địa điểm nào đó, thần của Chúa Trời hay là thần của sự tối tăm. Ví dụ trong Kinh Thánh Công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu 16 đoạn 18 chẳng hạn, là nhận ra đâu là thần của Chúa Trời và đâu là thần của sự tối tăm. Ví dụ 16 này, 16 từ câu 16 có nói thế này: Shakadabarasa. Một ngày kia chúng ta đi cầu nguyện, ta Phaolô đi cầu nguyện đấy, gặp một đứa đầy tớ bị quỷ phi tôn, quỷ bói khoa đấy ám, hay bói khoa và làm lợi lớn cho thủ nó. Đó. Và khi ông phát hiện ra cái quỷ đấy, ông cấm luôn đấy. Mặc dù nhá, con quỷ nó thế nào, nó theo Phaolô và chúng ta phải kêu la rằng: những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời rất cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Trong nhiều ngày nó cứ làm như vậy, nhưng Phaolô lấy một cực lòng xây lại, nó cùng quỷ thần: ta nhân danh Đức Chúa Giêsu mà truyền mày ra khỏi đàn bà này. Chính giờ đó quỷ thần tạc được. Amen. Amen. Tức là phân biệt các thần, nhìn thấy các thần quỷ thần đấy. Tức là cái sự kiện đấy, mặc dù có thấy không, cái quỷ đấy nó cũng nói rất là giống như Đức Chúa Trời chứ. Nó nói sao? Nó này: những người này là đầy tớ của Đức Chúa Trời rất cao, đã giao truyền tin lành cứu rỗi cho các ngươi đấy. Có điều gì xấu đâu. Đúng vậy không ạ? Vì thế này, anh em không cẩn thận nhá. Alo, nếu cẩn thận đấy, có cái thế giới thần linh nó cũng sẽ nói với anh chị em mà nghe, nếu mà chúng ta không phân biệt cẩn thận thì đứng sau đấy. Nếu không có ơn phân biệt các thần đấy thì cũng không biết được đấy là ai. Này cứ tưởng, Chúa nói. Tại vì nghe, anh em nghe câu này có vẻ là hay không ạ? Hay. Phaolô đang quảng cáo, đang đang thế này, kiểu tự nhiên có người giúp việc, có người giúp hộ. Mọi người lại đây, có đầy tớ Đức Chúa Trời rất cao đến đây để mà giảng tin lành cho các ngươi. Lại đây. Nghe vừa hay quá. Đang nghe bình thường, nếu mà theo trí hiểu con người ấy, thì phải sao ạ? Spasibo, cảm ơn nhé, hay quá. Tự nhiên có người giúp, có người trợ giúp, có người trợ lý. Thế nhưng mà sao? Nhưng mà Phaolô phát hiện ra là nhờ ân tứ phân biệt các thần ấy, phát hiện ra đây không phải là thánh linh Đức Chúa Trời bày tỏ, mà đây quỷ bói khoa nó làm. Nó làm cái gì? Nó làm với mục đích khác, mục đích thì cướp giết quỷ diệt. Vì thế ân tứ phân biệt thần ấy được ban cho từ hầu Chúa đấy, để mà chặn đứng lại luôn cái hành động của quỷ. Thế quỷ nó sẽ nói đúng, nó đúng này thì biết không, nó đúng rồi bắt đầu mình không đề phòng thì bắt đầu nó mới trà trộn vào. Chúng ta đọc công vụ sứ đồ đấy, mà cái bầy mà Chúa Thánh Linh ngài đặt để đấy, ngài đặt ai đó làm kẻ gì ạ, chăn bầy của ngài. Vì ngài biết rằng khi mà Chúa Giêsu đi đấy, khi mà tôi đi đấy, thì sẽ có gì ạ? Muông sói dữ tợn xen vào bầy, chẳng tiếc bầy đâu.
Nên vì thế mà chúng ta rất cần ân tứ phân biệt các thần. Vì vậy các mục sư mà khi mục sư hội thánh sống đấy, thì Đức Trời này ban cho những cái khả năng siêu nhiên này anh chị em ạ, để phát hiện ra cái tâm linh nào đang nói không người đấy, đang nói không người kia, người nọ, người kia, hay hoàn cảnh nào, cái thần nào đứng trong đấy để có thể đuổi ra. Như Chúa Giêsu chẳng hạn, ví dụ như cái ân tứ mà phân biệt các thần của Chúa, khi Chúa Giêsu phát hiện ra, quỷ Satan nói qua ấy, nói qua Phi-rơ đấy, Phi-rơ vừa mới nhận được thánh linh như chuyện bày tỏ xong là Chúa Giêsu Christ là con của Chúa Trời, là đấng Christ là con của Chúa Trời. Amen. Chúa Giêsu khen luôn, ô khá lắm, xong Chúa phán luôn, tiên tri cho Phi-rơ là Chúa sẽ dựng một thánh của Chúa trên đá này, nhiều lời hứa tiếp theo tuyệt vời nữa. Thế xong Chúa vừa bày tỏ tiếp cho ông ấy thì sao ạ? Xuống lại đây kéo lên xuống để đi được cái nhà mình có chuyện làm chuyện như vậy, nhà rất là có lý. Tức là ông ấy phát từ tấm lòng của ông, tức là ông muốn gì ạ? Muốn là không cho thầy của mình bị đau khổ, đúng không? Không, ông không muốn cho thầy mình bị sỉ nhục, nhưng ông không biết rằng ý của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu phải bị đau khổ, ý của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu phải bị sỉ nhục, ý của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu phải được ban cho mọi người để chết thành con người. Và ông mà cách đấy tưởng như đẹp, ông ấy đang cản công việc của Chúa Trời, cản ý muốn của Chúa Trời. Và Chúa phát hiện ra, à, đây là Satan. Vì thế mà Chúa nhìn vào Satan, Chúa xây mặt vào Phi-rơ, Chúa bảo, Satan, lui! Amen. Amen. Có bên ngoài thì không để ý, nhưng vì thế mình ai nó không cẩn thận đấy, sẽ nhận, ô, đây là người tốt, đây là người tốt đấy kia. Thế nhưng mà nhiều lúc đấy, ma quỷ sẽ đến với chúng ta đấy, anh chị em ạ. Đến nhiều người qua những việc tưởng là rất tốt, tưởng là công việc thiện, anh chị em ạ. Nhưng mà vì thế mà chúng ta rất cần là ơn phân biệt các thần, anh em ạ. Để làm sao? Để mình không, để gì? Chúng ta cần làm việc với tất cả mọi người, cần hòa đồng với mọi người, anh em ạ. Để mà gì? Để mà cứu linh hồn của họ. Nhưng mà không có nghĩa rằng là chúng ta không được, chúng ta không cảnh giác. Để mà sao? Để các quỷ khác nó vào, nó pop xong nó lại tóm lại đời sống của mình. Thế thì làm cái gì? Thế thì cứu họ làm gì? Cứu họ cuối cùng để họ bị bắt lại rồi. Amen. Vì thế đấy, anh chị em ạ. Vì thế mà Đức Chúa Trời đã để trên hội thánh của Chúa đấy. Vì trong các hội thánh của Chúa, Đức Chúa Trời rất yêu chúng ta và không để chúng ta bị lầm lạc bởi những sự giả hình, lầm lạc bởi những thần cảm giả mạo, lầm lạc bởi những điều đó. Nên Chúa đã để những mục sư đấy mà phải chặn họ, chặn chúng ta lại. Anh chị em ạ, họ có những ân tứ phân biệt các thần đấy để mà cản ngay lập tức. Bởi vì nếu mà để chúng vào đấy thì thôi, người kia mà không bị cản ấy thì có chuyện gì ạ? Họ cứ tưởng thế là đúng, họ đã phát triển tiếp thôi. Thế là họ cứ càng ngày càng bám sâu vào của Satan, cứ bám, xong đến lúc là họ bị bắt đầu đóng chặt, thì nó bóng chặt họ rồi, xong thôi, thế bắt đầu làm theo ý của nó. Nên ân tứ phân biệt các thần là rất cần thiết, anh chị em ạ. Shakara ân tứ nào cũng cần cả, mà để làm sáng thần như trời, để mà công việc của trời được thực hiện, thực thi trên đất này. Và nhóm thứ ba đó là nhóm ân tứ phát ngôn, ân tứ ngôn ngữ đấy, đó là ân tứ nói tiếng lạ, ân tứ thông giảng tiếng lạ và ân tứ nói tiên tri. Và ân tứ nói tiếng lạ là gì? Là được biểu lộ khi Chúa Thánh Linh giáng trên bạn và bạn truyền đạt cho hội thánh hay cho ai đó những sứ điệp đặc biệt trên ngôn ngữ bạn biết. Trong hội thánh tất cả chúng ta đều cầu nguyện tiếng lạ vì Chúa hiểu chúng ta, nhưng chúng ta không giao tiếp với nhau bằng tiếng lạ vì không có sự thông hiểu thì chẳng ai hiểu nổi. Amen. Đây là ân tứ nói tiếng lạ, là ân tứ của Đức Chúa Trời. Thậm chí ân tứ nói tiếng lạ mà Chúa đã đặt là một trong năm cái phép lạ Chúa Giêsu nói, kẻ tin ta được giấu lạ này, nhớ chưa? Lấy tay ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu chỉ động chẳng hại gì, đặt tay cái đau sẽ lành. Thì trong đó ân tứ nói tiếng lạ đấy một rồi. Được ơn đấy, được giấu lạ này. Nhưng mà chúng ta xem đấy, có những giáo phái ở đấy, có cái hệ giáo lý ở đấy, nó lệch lạc. Họ, thứ nhất là họ chối bỏ tiếng lạ. Họ tiếng lạ từ ma quỷ. Sao họ nói tiếng lạ thì tiếng lạ là ngôn ngữ, ngoại ngữ. Người này họ không hiểu, chưa học được về bản chất ngôn ngữ và bản chất thánh linh. Nên thì phát biểu coi như là lầm lạc như vậy. Loại thứ hai thì là chỉ có thêm tiếng lạ thôi, siêu nhiên chỉ có tiếng lạ thôi, chẳng để ý gì cái chuyện gọi là hiểu biết để phân tích nó ra sao cả. Cũng không được, anh chị em ạ. Và chúng ta phải biết rõ ràng, chúng ta đã biết rồi, trong thế tâm linh này mà những cái có thần linh ấy, thì là có ba loại, đúng không? Loại thứ nhất, Đức Chúa Trời cùng Thiên Sứ Thánh của Ngài.
Loại thứ hai là con người, đúng không? Tâm linh con người đấy, chúng ta này, tôi này, và nhiều nữa anh em, nhiều linh hồn, nhiều tâm linh con người. Thứ ba là gì? Quỷ gia tăng, chú quỷ đấy, và các quỷ sứ của nó. Thế còn các con vật đấy, các sinh vật đấy, nó không có thần linh, nó chỉ có linh hồn thôi. Nó chỉ có thần linh, nó chỉ có linh hồn. Vì thế mà các quỷ đấy, nó có thể nhập vào các con vật, nó điều khiển con vật của nó đi đó đi kia để giám sát, nó giám sát đủ đủ các trò theo của quỷ nó làm, nó có thể làm được. Vì thế mà khi mà chúng ta nhà chúng ta mà có nuôi thì gia súc chẳng hạn, gia cầm chẳng hạn đấy, thì ta phải cầu nguyện để đuổi quỷ thường xuyên ra khỏi đó, cứ đổ huyết Chúa Giêsu, công bố huyết Chúa Giêsu trên cái đàn chiên của mình, đàn gọi là gia súc gia cầm của mình thôi. Nếu mình có nuôi động vật ở trong nhà hay là ở đâu đó, công bố huyết Chúa trên gia súc đó. Amen. Để nó làm gì thì nó sáng thành Chúa Trời. Shakada Barasaka. Còn ân tứ nói tiếng lạ đấy, chúng ta biết là ba loại, ba người thì mỗi loại thì đều có ngôn ngữ, vì là đều là cá thể hết mà, đều là thể nhận, đều là gì ạ, đều thân vị hết mà. Amen. Đến Đức Chúa Trời và Thiên Sứ Thánh thì nói thôi, có tiếng nói. Con người có tiếng nói, mà tiếng nói con người là gì ạ? Thì là con người là các thứ tiếng của các dân khác nhau đấy, thấy chưa? 222 đất nước trên thế giới đấy, với đến mấy nghìn thứ tiếng khác nhau đấy anh em ạ. Đó, ngôn ngữ đấy, ngữ con người đấy, đấy ngoại ngữ đấy. Nên tiếng lạ có thể là tiếng lạ, tiếng lạ thì tiếng gì mà mình không hiểu thì nó tiếng lạ. Còn tiếng mình hiểu rồi thì nó không còn tiếng lạ nữa. Bây giờ ai đó nói tiếng Nga, không phải một tiếng Nga với tôi thì đấy không, đối với tôi cũng tiếng lạ thôi. Để tôi phải gọi tiếng lạ, tiếng Nga. Và tiếp là địa ngôn ngữ tiếng lạ của ai? Của quỷ sa tăng. Vì trong sách Khải Huyền có nói là từ miệng rồng, miệng tiên tri nó ra những gì ạ? Tà thần, những ếch nhái đấy. Anh xem ạ. Là những tiếng lạ của ma quỷ cũng có. Vì vậy đừng có bao vội, vì thế cần cả ân tứ địa phân biệt các thần nữa. Anh xem ạ. Để phân biệt là cái tiếng đấy nó từ đâu ra. Amen. Amen. Chứ không phải là để ý cứ lên tiếng lạ là tiếng của Chúa Trời rồi. Sau đó lại, thế bị lừa. Để ma quỷ có thể nói được, hay con người nó có thể nói được. Sau đó nhập vào, nó đặt điều khiển theo cái công việc xác thịt của nó. Hay lại có một cái thanh khác là tiếng lạ là tiếng của ma quỷ, nên không nói, cấm nói. Thế họ hạn chế luôn cả quyền năng của trời tôn trọng. Vì tiếng lạ là một quyền năng rất lớn của trời, anh em, để gây dựng mình, anh em ạ. Tôi nhờ tiếng lạ mà tôi được phát triển rất nhanh, nhờ cụ tiếng lạ tôi phát triển rất nhanh, tôi nói anh chị em vậy. Ngay cả sứ đồ Phaolô đấy, ông nói sao? Tôi tạ ơn Chúa Trời vì tôi được ơn nói tiếng lạ hơn tất cả mọi người, thấy chưa? Tiếng lạ không phải nói với con người, tiếng lạ nói với Chúa Trời để gây dựng cái tâm linh của mình như thế này. Amen. Tiếng lạ đâu có tâm trí nó hiểu nào nổi, tiếng lạ tiếng của ai? Tiếng của tâm linh chứ đâu có tiếng của tâm trí. Amen. Tiếng tâm trí là nói có thể hiểu được, để tiếng tâm trí đó. Còn tiếng lạ tiếng nói của tâm linh con người. Shakadabarasakadabarasakada, tiếng thiêng liêng mà nó sẽ ban chúng ta để gây dựng tâm linh chúng ta. Shakadabarasakadabarasakadabarjudo shakarabiborosakodababi shakadabar, trong danh Chúa Christ. Ai đó đang bị cái là hột mắt hột trong danh Chúa, cái từ mắt hột đấy cái đổi ra trong danh Chúa, ta rủa xả cái sự đau mắt hột này, ta rủa xả đau mắt hột này trong danh ra của đôi mắt đó, ra đôi mắt người đó, hãy đặt tay trên mắt mình và hãy nhận chưa lấy ra được trong danh Chúa Giêsu. Shakadabarasakadababrusova. Hallelujah. Urasakadabarasakadabarasakadaburu. Đấy là ân tứ mà Chúa nói là ân tứ gọi là ân tứ nói lời hiểu biết đấy, nghe xem ạ. Shak, và tôi cũng tin nữa, cái cầu nguyện đơn thứ tin là tôi tin là đến trên người đấy rồi. Amen. Và thứ hai này là ân tứ thông giải tiếng lạc, anh chị em ạ. Thứ tám hay là thứ hai trong cái nhóm cùng này là ân tứ thông giải tiếng lạc. Đấy, âm là thứ lạ đấy. Nếu mà chỉ có cầu nguyện nói tiếng lạ thôi thì chúng ta phải có tiếng thân phải thông giải tiếng lạ nữa để có hiểu được, mà còn biết cầu nguyện tin để mà còn amen, còn hiệp nguyện mà amen. Bên lời cầu nguyện hiệp một đấy, lời cầu nguyện rất là mạnh. Amen. Một người đuổi được bao nhiêu? 1.000 người. Nhưng mà 2 người đuổi được 10.000 người, muôn người đấy. 3 người thì đuổi được 100.000 người. Và 7 người thì đuổi được 1 tỷ người. Theo cái công bộ đấy. Shakada công bộ cấp sinh công bộ là 10 đấy. Thế thôi. Vậy và thì chúng ta cầu nguyện thông giải tiếng lạ đấy, cầu nguyện cả Chúa cả sự thông giải tiếng lạ đấy. Nó không có thì thôi. Không tập trung vào chuyện đấy làm gì cả, tập trung vào chuyện này muốn cái gì. Vì thế mà khi chúng tôi cầu nguyện, anh chị em ạ,
Tôi cầu nguyện tiếng lạ, tôi vẫn cầu nguyện cả ơn dữ. Trong tâm thần của mình vẫn xin Chúa thông cảm tiếng lạ. Tại nhiều lúc tôi không biết nói cái gì cả, anh em ạ. Anh chị có biết không? Tôi không biết nói cái gì cả, nhưng mà trước khi không biết nói gì, không cầu nguyện gì, tôi cầu nguyện tiếng lạ. Shakadabara, shakadaburu, shakadababara. Thế thôi, khi mà vừa tôi tiếng lạ xong ấy, thì lập tức là cái ơn thông cảm tiếng lạ đấy tuôn ra, và tôi mình cầu nguyện, tôi trải cầu nguyện điều gì đó. Bắt đầu cầu nguyện điều đó, mình cái ơn thông cảm tiếng lạ nói ra. Cái điều mình đang cầu nguyện shakadabara shakadabara shakadaburu o shakadabadaburu lulubalabala shakadevi, và rồi mình thông cảm cái tiếng mình nói chẳng shakara đó, người đàn bà đó đang mất huyết chẳng, đang mất huyết chẳng. Đứa trẻ muốn cầm máu người đấy, đứa trẻ muốn chữa lành người đàn bà đang mất huyết trong danh Chúa Jesus Christ shakadabara amen shakadabara shakadaburu shofa hallelujah. Và điểm thứ 9 này là ân tứ tiên tri, anh chị em ạ. Ân tứ tiên tri, các ân tứ tiếng lạ cùng thông cảm tiếng lạ thì là bằng ân tứ nào mà khi chúng hành động cùng nhau, mỗi người tin Chúa có thể kêu xin để nhận ân tứ này. Và quan trọng là hiểu rằng tiên tri đó không phải là tiên đoán hay bói toán nha anh chị em nhé. Lời tiên tri đó là lời từ Thiên Chúa được nói ra theo sự hà hơi của Chúa Thánh Linh nhằm gây dựng, khuyên răn hay là an ủi, động viên. Ân tiên tri đấy, ân tiên tri không phải dọa dẫm đâu. Mày không làm cẩn chết mày, không phải như vậy đâu. Mày ra đấy là cẩn thận, mày ra đường kẹp xe kẹp đổ mày chết đấy, chết toàn thây đấy. Không phải ơn tiên tri, không phải nói như vậy. Amen. Mà tiên tri là để mà gây dựng, khuyên răn, an ủi và động viên. Có cả răn khuyên răn nữa, tức là vẫn bảo đừng làm thế, vì làm thế chết đấy, hãy làm thế này, chứ không phải là thì làm chết này, chết này, chết này thế đâu. Đấy không phải là ơn tiên tri thôi. Nên có những nhà khác bây giờ không thiếu, vẫn còn đấy anh em ạ. Những người mà mang được chức vụ tiên tri trong hòa két ấy, họ bảo tôi là ơn tiên tri, và họ đi đến các nơi họ anh này bị bệnh này, anh này bị chết này, phải phạm tội này, anh này phải chết này. Tức là họ chỉ là họ cứ tưởng là ơn tiên tri theo những kiểu thời kiểu ước đấy, chỉ có nạn thôi. Nhưng như là tiên tri gì ạ, tiên tri Jonah đấy, cái thành này sẽ sụp, thành này sẽ bị đổ, rồi phải phạm tội, chắc là ba 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 rồi cái nào được tiên tri. Xong rồi ông đi leo lên chỗ khác, ông nhìn xem thành chuẩn bị xong. Được kêu trời làm cho cái cây rồi. Nhưng mà dân đấy nghe tiên tri và nó ăn năn, rồi trời ngày rút lại cái sự thạnh nộ đấy, tha thứ cho thành đấy, thành dân đấy. Sao ông ấy nghe ông tiên tri xong rồi nó vẫn sống rất là giả. Thế mà Chúa bảo tôi tiên tri của ta nói dối rồi. Xong anh em đọc tiếp đấy. Có không phải Chúa cho. Đây là nhưng mà tiên tri thời tân ước không phải như vậy. Chỉ thực sự là gây dựng, an ủi, khuyên răn, cảnh cáo, động viên. Amen. Để thúc sức cho chúng ta được phát triển mạnh mẽ. Amen. Cả vì thế tôi tuyên truyền cho em ấy, nhiều anh chị em chúng ta sẽ sứ đồ. Anh em ạ, nhiều thì chính trị gia, nhiều Shakarabal là vừa ra thứ trưởng, bộ trưởng từ trong hội thánh gia. Rồi tuyên truyền chúng ta, cầu nguyện chúng ta biết điều đó và rồi tuyên truyền điều đó nhiều năm trước rồi. Tôi thấy hiện tại những gì cũng vui quan khai triển thế gian, vì lời Chúa phán rồi là quan vui chúng nó ra từ giữa chúng nó, quan khai ra từ trong chúng nó. Amen. Đấy là những sứ đồ, những tiên tri, thầy giảng thế này, những giáo sư, những nguyên thủ quốc gia, những bộ trưởng, thứ trưởng, sát cả những quan chức cao cấp, những chuyên viên cực kỳ cao cấp. Amen. Những vua thể thao, vua văn hóa nghệ thuật, là những nhà hoạt động xã hội rất là tích cực từ thế này mà ra. Amen. Họ là đầu trong đội ở trên cao dưới đất. Sát họ là những vĩ nhân, tên tuổi họ được ghi không những trên sách sử đời đời mà còn trong lịch sử nhân loại nữa. Sakadabara sakadabara sakadibibi. Đấy là 9 ân tứ Thánh Linh mà chúng ta đã nhóm lại trong 3 nhóm. Anh em nắm được chưa? Chưa, tất cả chúng ta đều có giáo trình nữa. Xem lại và nghe cả bài giảng nữa. Shakadabarasa. Vậy chúng ta xem này, làm thế nào để nhận ân tứ Thánh Linh? Chúng ta hiểu là ân tứ Thánh Linh được rồi, ô tốt, cảm ơn Chúa. Nhưng bây giờ làm thế nào để nhận được đây? Đấy là điều quan trọng chứ. Còn biết nó rồi, biết mà để đấy thì làm cái gì ạ? Nhưng làm thế nào để nhận được và hành động được và tiếp đó. Thì thứ nhất là phải bắt tên Thánh Linh, anh chị em ạ. Bắp tên, tại sao được cần thiết thì cái bài học sau đấy chúng ta sẽ nói rõ bắp tên Thánh Linh là cái gì và làm thế nào bắp tên Thánh Linh. Amen. Thứ nhất là bắp tên Thánh Linh. Thứ hai đó là cầu nguyện về ân tứ và luôn luôn đầy dạy Thánh Linh. Anh chị em ạ, cầu nguyện xin Chúa ân tứ đó. Vì Chúa nói, Chúa phán là loài người các ngươi là xấu xa còn biết cho con cái và tội thay. Amen. Các ngươi là xấu thật, nhưng mà con ngươi là ba cho con trứng này thì cho con nắng, này thì cho đá, đâu có thế. Đấy,
xấu xa thế còn biết cho cái vật tốt, cũng như Cha trên trời lẽ nào chẳng ban điều tốt lành chúng ta hay sao, Thánh Linh hay sao, amen, và ân tứ Thánh Linh hay sao. Thế mình Chúa ơi, ban cho con ân tứ này, ân tứ này để con phục vụ Ngài cho hiệu quả chưa ạ, amen. Khát khao điều đó, Chúa ban cho con ân tứ nói tiên tri chưa ạ, Chúa ban cho con ân tứ thông giải tiếng lại, ân tứ phân biệt các thần, ân tứ nói lời khôn ngoan, ân tứ nói hiểu biết, ân tứ chữa bệnh, ân tứ đức tin, ân tứ làm phép lạ. Chúa ban cho con ân tứ đó, Chúa con khát khao để hầu với Ngài, để làm sáng với Ngài, Shaka để hầu với Chúa mục hiệu quả, để mở rộng nước trời trên đất này trong thế gian này, trong danh Chúa Giêsu. Shaka đã ba la Shaka là với cầu nguyện mình xin điều đó. Amen. Chứ không phải là xin nào. Ôi Chúa ơi, cho con nhà, cho con xe. Ôi Chúa ơi, thôi con xe. Chắc là con xe BMW X6. Nhưng bây giờ con muốn con thấy hàng xóm con xe Maybach. Con thấy hàng xóm con xe Rolls Royce. Hay quá Chúa ơi, chắc là con cầu nguyện để con có xe Rolls Royce, 10 cái xe như vậy. Chắc là trong tay Chúa Giêsu. Chắc là ba ba. Đồ rẻ tiền, mấy xe nó chỉ là đồ chơi mà. Hồi nhỏ chúng ta dùng cái đồ chơi bé hơn, lớn hơn thì đồ chơi to hơn đi nữa. Thế thôi. Nó cái gì nó chỉ đồ chơi, nó có đâu giá trị con người đánh giá chỗ đó. Amen. Đẳng cấp con người đâu có rẻ mạt đến mức mà đánh giá theo những cái hệ thống giá trị rẻ mạt như vậy. Shakadabarasakarabe. Nên chúng ta cầu nguyện mình xin Chúa ân tứ đó. Amen. Và các ân tứ khác cái chủ thế đình sẽ ban phát giữa các thánh đồ phụ thuộc vào ý muốn, không phụ thuộc vào ý muốn là mong ước họ đâu. Để Chúa ban là chúng ta học về ân tứ, Chúa ban là ai ban? Chúa ban. Đúng không? Chúa ban cho để mà gây dựng hội thánh của Chúa. Amen. Để mở rộng nước của Ngài. Chứ nếu mà người đến mà muốn xin để mà để sao ạ? Đấy con quyết định là và cái người đấy bên trong nghĩ đấy, con là muốn cưa cô này. Nên con phải muốn thỏ tẻ ra, con là người đọc thông thuyết thạo. Một người là văn võ song toàn. Con đã thật là cao thủ võ lâm. Con rất là võ nghệ cao cường. Bây giờ con muốn thể hiện rằng là con thuộc là người thuộc linh rất là cao thủ, nên là bây giờ thảo thảo là làm sao mà con sẽ tiên tri để con nói cô phải tin. Đúng rồi, bắt đầu cầu nguyện chúa ơi con tiên tri đi sát đa bà chúa người thật láo cả, người xin tiên tri đấy không phải để gây dựng hội thánh mà người để gây dựng để người tán con thánh là à tên kia ta đứa chưa nhìn thấy anh ạ. Thì lúc đó tiên tri chưa chắc đã được đâu. Mà khi đã đòn đấy, không có ơn tiên tri đâu mà ơn sưng đít đấy. Shakadabara shakadabara shakiribibibi. Thế ân tứ mà Chúa ban cho nó phụ thuộc vào ý của ai? Ý của Đấng ban cho. Amen. Chứ phải ý mình đâu. Chúng ta nhớ, chúng ta tin Chúa, chúng ta nhớ là không phải là chúng ta xin theo ý của mình nhé. Amen. Đừng có ngu dại thì mà xin ý con muốn này thì con xin. Đừng có ngu như thế. Amen. Mà xem Chúa muốn cái gì? Chúa muốn cho con có cái gì? Con được dùng cái gì? Lúc nào con này? Con làm thế nào đây? Amen. Ở đây mình xin điều đó. Thôi đúng ý của Chúa thì Chúa sẽ cho. Chắc chắn. Sớm muộn Chúa sẽ cho. Nếu muộn chúng ta cảm tưởng nó muộn thì không, Chúa không thờ muộn cả. Mà nếu Chúa đang muộn, nếu con cảm tưởng muộn thì Chúa đang dẹp ra chúng ta cái bông trái gì đấy? Nhịn nhục của tiết độ đấy, anh chị em ạ. Shakadabarasakadibibi. Điểm thứ ba là, đó chúng ta hãy làm những gì mà Chúa phán với bạn. Nếu bạn cảm thấy trong lòng bạn mà Chúa đang nhắc nhở phải làm gì đó, hầu được ai đó đấy, thì hãy đến với Chúa với lời cầu nguyện về điều này và sẽ biết được ý muốn của Ngài. Anh em ạ. Tức khi mà chúng ta thực hiện lời của Chúa trời thì Chúa lại ban cho tiếp. Chúng ta có nhớ đứa trẻ con không? Đứa trẻ con nó cầm nước, nó mẹ ơi cho nó cốc nước mát. Cho cốc nước đổ vào. Xong đoạn để nó không uống, nó bỏ ra lại lấy cốc khác. Cho nó cốc nữa. Đổ vào tiếp. Nó đặt lên đây. Cho nó cốc nữa. Thế uống hết chưa? Nó chưa uống. Thế thì thôi, uống hết đi. Cũng như vậy, nhiều lúc Đức Chúa Trời phán chúng ta. Anh chị em ạ. Ngài phán. Và khi chúng ta hành động cải khi tại để Đức Chúa Trời khi Ngài phán ấy, chúng ta phải làm điều gì? Thì Ngài cũng song hành là Ngài sẽ gặp chúng ta những sự ban cho của Ngài. Để khi chúng ta làm theo tiếng phán đó, thì chúng ta cũng có năng lực, thẩm quyền năng lực để thực hiện được ý của Đức Chúa Trời. Amen. Alo, anh em hiểu ý không ạ? Cũng như là khi anh em sai con cái mình hay ai đó đi mua cái gì đấy thì sao ạ? Đi mua thịt đi, xong trả đưa tiền cho nó cả. Ở đi đi, cứ đi. Thưa mẹ ơi đây, con mua thịt gì đấy? Thịt con đi mẹ. Thịt con miễn phí đấy. Mà là lúc đấy phải đưa gì ạ? Đưa tiền cho nó ạ. Thì Đức Chúa Trời ấy, Ngài trung cấp rất là tuyệt vời chúng ta. Nhờ chúng ta, anh đỡ đi, Ngài phán cho Ngài bảo con đi làm điều này, điều kia.
thì đồng nghĩa thế đấy là Ngài cho luôn cặp luôn cả những cái phép lạ, những ân tứ đi theo. Amen. Để cặp theo cái lời đó để thực hiện ý muốn của Ngài. Chúng ta phải nhận thức điều đó. Mà khi thế, nếu chúng ta không làm theo đấy, thôi, căn tứ bị giữ lại. Anh chị em ạ, nên nhiều người không nói là bởi vì khi chú phán ăn điều đó thì người đấy không làm. Người bảo, ô ngại lắm chưa? Thì anh căn tứ chú ban cho người đấy, đấy người đấy có đấy. Mà nếu mà họ dùng thường xuyên thì họ sẽ là nhuần nhuyễn, anh chị em ạ. Và khi họ được là trung tín việc nhỏ mà, thì căn tứ lại tiếp tục đổ xuống trên họ để làm tiếp. Nhưng vì họ chạy nào không muốn này, họ thôi, ôi con mệt lắm, ôi con muốn ngủ lắm, ôi con phải bận là nấu ăn, ôi con bận này đi thăm người ốm, ôi con bận phải ABC, còn chú làm thôi, chú tự đi thì chú bảo người khác, chú bảo mục sư đi, ôi chú bảo vợ mục sư đi, vợ ông ngồi xuống này không, chú bảo vợ ông đi làm đi. Thì họ mà từ chối đấy, thì chú phán họ, họ từ chối đấy, thôi, thì ân tứ cũng không được ban cho họ nữa. Anh chị em ạ, vì chú ban cho Thế Linh, chú ban cho Thế Linh để gì ạ? Để kẹp cho họ mà. Để làm thực hiện năng quyền để họ thực hiện được cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Amen. Nên khi mà khi chúng ta mà không làm theo kim phán của Chúa đấy, thì cũng đồng nghĩa là chúng ta cũng tự tước mình đi khỏi những ân tứ sự ban cho của Chúa Trời. Vì thế mà đừng có mà than trách phận tại sao con bất hạnh thế, tại sao con kém thuộc linh thế, tại sao con không được mong muốn, tại sao con cầu nguyện mãi không được, tại sao con xin mãi không được, bởi vì ngươi không làm theo ý muốn của Chúa Trời. Vậy thôi, nên vì thế chúng ta xem lại những điều gì mà khi Thánh Linh Chúa giúp lòng mình ấy, mình có làm không? Hay mình lại làm buồn lòng Thánh Linh của Chúa, mình xong bắt đầu tìm cách liên lẹo để nói, bắt đầu biết luận, biện hộ tại sao mình không làm như vậy. Đừng có ngu dại như vậy, đừng có tốn công tốn sức để mà biện luận, mà hãy cái sức, cái thời gian mà thay cái biện luận đấy, đi hành động đi. Amen. Thì sẽ bông trái. Shakadabara. Các ân tứ Thánh Linh cần phải được hâm nóng, tức là phải thực hành, và tốt nhất là làm điều này trong một nhóm tế bào khi đã nhất định hoặc ý kiến của trưởng nhóm. Chúng ta có thể nhầm lẫn, không sao cả. Vì thế bất kỳ hiện tượng siêu nhiên nào, kể cả hiện tượng tiên tri cá nhân ấy, cần phải thử xem nó có đến từ Chúa hay không. Sự tiên tri phải khẳng định hay ân chứng điều mà bạn đã biết nhưng bạn có thể vẫn còn nghi ngờ. Hãy thực hành hành động ân tứ, bằng không chúng không thể được biểu lộ và phát triển trong đời sống và công vụ của bạn. Nhưng hãy nhớ rằng các ân tứ chỉ là hành động. À, các ân tứ chỉ hành động khi đẹp ý Chúa Thánh Linh. Amen. Hãy nhớ đấy. Đừng có nghĩ là ô, bỏ ân tứ, thì con xin ân tứ nhé. Thì con phải thực hiện ân tứ đấy, con thực hiện ân tứ đấy. Stop lại. Đẹp ý Chúa Trời chúng ta. Amen. Cần phải trước tiên là đẹp lòng Đức Chúa Trời, đẹp ý Đức Thánh Linh. Amen. Cái động cơ trong lòng của mình đấy phải theo ý Thánh Linh của Chúa. Amen. Đó là mình vận hành. Đó là mình thực hành những cái ân tứ đó. Và từ đó khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta phải thực hành, anh chị ạ. Nếu chúng ta cầu một đêm, chúng ta cầu một toàn với ai đi, tự tỏ ra thì nói đi, ra hành động lên đi. Mục sư đã cho phép rồi mà, hay trưởng nhóm, tế bào trưởng nhóm cầu nguyện đã cho phép rồi thì hãy hành động đi. Chứ đừng có ngồi xong rồi, sâu ở thôi, ô, chú tỏ tới này, tôi tỏ kia, mà tôi chưa nói, mình chưa lúc tôi nói, tôi có giấu. Mình giấu con mèo giấu rồi. Thì lúc đấy người sẽ mất tước hết cái phần đấy, và đặc biệt cái nguy hiểm đấy, người ấy sẽ xa vào thần cảm giảm lại. Bởi vì sao? Họ giấu giếm. Dấu diếm mà không dám nói thổ cho ai biết, đặc biệt những trưởng nhóm hay là trưởng nhóm tế bào hay mục sư mình ấy. Đấy là cái đặc biệt của quỷ xăng ấy. Quỷ xăng khi nó lừa người đấy ấy, có sự bày tỏ là người đấy không nói với trưởng nhóm của mình, cứ giấu xong lại nói là có sự tỏ là nhiều lắm nhưng chưa nói đâu, chuyện gì đấy chưa nói đâu, nhiều lắm chưa tỏ cho tôi nhiều lắm nhưng chưa nói. Tỏ cái gì đấy, là nếu mà có tỏ ra thì đấy là quỷ xăng nó tỏ đấy, hay các thần cảm giả mạo nó tỏ đấy. Tại vì sự tỏ ra nhé, vì sự tỏ ra phải là đẹp lòng Đức Chúa Trời. Amen. Và đẹp lòng Đức Chúa Trời phải đi trong trật tự thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Amen. Và đặc biệt cái mạng lệnh của đó là phải thử xem có phải là từ Đức Chúa Trời không. Và muốn thử đấy, cái người bây giờ mình đang chưa có kinh nghiệm thì hiển nhiên phải Đức Chúa Trời đặt đề cho chúng ta, những người, những mục sư giáo sư đấy, những người dạy dỗ, những người mà Chúa Thánh Linh đặt họ lên để chăn bầy đấy, để quản trị bầy đấy, để chăm sóc bầy đàn của Chúa đấy. Vì Chúa biết là sẽ mua sói dữ tợn, nó sẽ sang bầy mà nó đặt để thế, mình phải đến hỏi có phải thế không ạ, tôi cầu nguyện tôi giảm thế này có đúng không ạ, có thế không, thế này để mình được huấn luyện trong cái ơn đấy. Còn nếu ai đó chúng bạn tôi có được sự bày tỏ của Chúa, sao bắt đầu vỗ được mình ấy, tôi được thuộc linh đấy, tôi được sự bày tỏ của Chúa, sao bắt đầu đi khoe mình xong rồi sao hay nhỉ, ôi cái anh này cái chị này ô được dạy Thánh Linh nhỉ, ngã mắt đây.
xong thôi rơi vào bẫy của ma quỷ mới dễ dàng anh chị em ạ. Đấy là cái trò rất trẻ con trong thuộc linh. Ngày xưa tôi bị xa cái trò đấy, mà khi mà mục sư mắng tôi thì về cái chuyện đấy thì tôi bảo mục sư không biết cái gì cả, xong rồi cãi mục sư: Chúa phán em thế này, Chúa phán em thế kia. Mục sư chỉ thẳng vào là: em đừng phạm thượng. Sao em phạm thượng? Em nói bình thường thôi chứ phạm thượng. Em phạm thượng. Phạm thượng cái gì ạ? Em phạm thượng chỗ nào? Chúa nói với em như thế, Chúa nói với anh đâu, Chúa có làm mục sư thế đâu, Chúa nói với em thế đấy. Em đừng phạm thượng, bởi Chúa không thể nói thế được. Đấy là quỷ nói, em đừng có lấy lời quỷ ra xem, bảo đấy Chúa nói với em. Lúc đấy mình cứ đầu cứng cổ. Sau đó một thời gian sau thì đúng cái tiếng nói đấy, đúng từ quỷ Satan phát hiện ra. Bởi vì sao? Mình đã cuối cùng mình là in trí trước trong đấy rồi, và quỷ đã tóm ngay cái tư dụng của mình là bốc phát ra xong luôn. Sau đó mà phát hiện ra, sau đấy lúc mà khi mà ba tôi phát hiện học xong cái môn học thiên sứ học đấy, bắt đầu khi thấy khi mà tiếng nói đấy mới phát hiện ra ô không phải không đúng chỗ, bật ra một cái sinh vật trắng loà. Đầu tiên mình cứ tưởng hay quá, đại bạn mình mà trước đây mình vẫn cầu nguyện thường xuyên, vẫn nói mà tiếng này vẫn thỏ thẻ đấy, trước đó đúng thánh linh của Chúa nói thật. Nhưng mà một thời gian dài là tôi bắt đầu không thích đọc như thế nữa. Lúc đó đấy, tại lúc đấy mình thích về cái chuyện là cầu nguyện siêu nhiên để xem cái tiếng nói ở đâu đây, để cầu nguyện cho tiếng nó dẫn mình hay hơn. Để đọc cái thánh linh, đọc mắt, đọc nhiều thôi, đọc đấy. Thế cầu nguyện siêu nhiên sẽ cái hay em mà có được bay mở người, được cất mình lên, được xuất thần, được bay em vèo này, xong nhìn chỗ nhìn kiểu cứ thấy mới hay chứ. Nhìn thấy tương lai, nhìn thấy quá khứ, nhìn thấy rất tệ, ôi sướng quá. Khỏi cái thánh là cái gì cả? Đầu tiên lúc đấy, nhưng lúc đầu cái chuyện này tỏ ra, nhưng sau đó là sau đó bắt đầu mình vì là cái sự đấy, sự mà mình yêu cái sự tư dục như thế, tức là không yêu lẽ thật mà yêu sự không công bình, nên Đức Chúa Trời trong cái thánh nói là ngày phó họ cho gì thần cảm giả mạo để thử họ sẽ có tin Chúa thật không, cho họ biết đó luôn. Thì lúc đấy tôi hiểu tại sao tôi bị sa vào thần cảm giả mạo lúc đó. Và lúc đó thì tiếng nói bên trong mình cứ, tại vì trong lòng mình cứ thích tìm tiếng nói bên trong, mình được nghe tiếng nói bên trong rồi, đúng của thánh linh Chúa nói thật đúng. Thì lúc đầu mà khi Chúa phán tôi nghe là tiếng nói của Chúa, mà lúc ấy là biến đổi đời sống của mình một phát, gọi là gì nhỉ, ngoạn mục luôn đấy. Đấy đúng thánh linh của Chúa thật. Nhưng mà một thời gian nữa khi mục sư bắt đầu bảo tôi đến cầu nguyện, bảo tôi đến học ấy, thì tôi không cần phải sao, tôi nghe được tiếng Chúa thôi mà, tôi cần thì phải học của anh nữa, tôi nghe thôi mà. Nên lúc đó tôi thích học thì tôi đi, không thích thì bye bye tôi bận nhé, mục sư không phải tôi bận đâu, nhưng bận đi tàn làm việc, đi buôn bán, đi làm chuyện khác thôi, nhưng mà cứ vẻ nói là tôi bận không. Thế nhưng thực ra xong rồi tự cố được là tôi cũng thuộc linh, tôi cũng nghe được tiếng bên trong rồi, đâu có phải là mục sư nghe được đâu, tôi nghe được. Mà thậm chí là còn giải thích được cho tôi những cái điều kỳ diệu mà ông không giải thích nổi. Cái lúc mà Chú giải thích là giải thích thật, anh chưa ạ? Đúng, Chú giải thấy mình giải thích thật lúc đấy. Nhưng mà sau đó ấy, thì lại tại Chúa linh là luôn làm sáng danh Chúa Trời, luôn thúc mình tìm đọc nghiên cứu lời Chúa Trời. Amen. Vì Chúa Giêsu là lời Chúa Trời. Amen. Nên là kiểu gì cũng phải thúc mình đẩy lên đến nghiên cứu lời Chúa, học lời Chúa, yêu lời Chúa. Amen. Chứ không có chuyện là xa xa đi, ôi thì ngại ngại đọc kinh thánh. Tôi thích sự siêu nhiên. Và khi siêu nhiên rồi, bắt đầu khi trong lúc mà tôi đã được học về thử các thần, rồi học về thiên sứ học, thì bắt đầu mình thử check khá đa, bắt đầu mình cầu nguyện đấy, xong rồi cái sinh vật đấy trái trắng đấy xoan qua ra này, mình lại nói chuyện tiếp check khá đa, rồi mình bắt đầu mình thử xem phải không, thử hỏi dồn dập ngày nay ngày đâu đến, Chúa Giêsu là ai, chú hỏi dồn dập xong rồi cái thiên sứ bắt đầu bùng lên, Giêsu là nào, nói trong tay Giêsu, tôi ra đây cho ngài phải nói ngay lập tức, Giêsu là Giêsu của ông là ông ấy ngay, trong tay Chúa Giêsu huyết Chúa Giêsu, danh Chúa Giêsu, ta ra đây hãy nói Giêsu là thế. Giêsu bùng cái sinh vật mà tôi quen nói chuyện đấy, cái thần sáng loáng mà lúc đấy đầu tiên cũng thời gian mình cảm thấy bình an yên ổn, lúc đấy cứ tưởng thấy linh của Chúa. Thế xong đến lúc đấy bắt đầu khi mình tôi hỏi dồn dập như thế, bắt đầu thiên sứ tưởng thiên sứ bắt bùng phát ra, ôi quỷ tạo xoa bùng phát bỏ chạy, bắt tôi đuổi trong tay dung, tao đuổi mày, thằng đẹp mày không đến đây. Sau đó mình bắt đầu sau đó đuổi một hồi rồi hàng ái về sững sờ là trước đây một thời gian mình bị lừa. Thế sau đó khi ăn năn với Chúa chuyện đó, và một thời gian tôi chẳng nghe tiếng bên trong nữa, nhưng lúc đó quyết định là có thúc đẩy rồi đi làm kinh thánh, vào đọc kinh thánh nhưng mà chẳng thấy sự hiện, thấy không thấy gì là thấy kia, nó hóa ra quỷ phi tôn hay quỷ đấy bị đuổi đấy. Nên chúng muốn chúng ta cũng nên chuyển focus không phải là vào cái gọi là sự siêu nhiên, mà vào là Chúa Trời. Amen. Và bản chất của Chúa Trời, bản tính của ngài, chứ đừng có tìm sự siêu nhiên ở đâu cả. Và tạ ơn Chúa là Chúa đặt mục sư đấy để mà cảnh tỉnh mình luôn. Sau đó mình biết mục sư là đúng thật.
Thế mà trước đây mình dám coi như to mồm với ông đấy, nói rằng ông chẳng biết cái gì cả. Tôi cũng nghe tiếng Chúa, sau đó mới đọc thấy thấy đúng rồi. Như Môi-se vậy. Môi-se một tuổi có thể là nhỏ bé hơn hay là Aaron hay là Mariam chẳng là em thôi mà. Nhưng mà đúng chưa? Vì là cái nhiệm vụ trọng trách đó là ông phải chăn bầy, phải cai quản dân sự của Chúa. Nên vì thế Chúa mới phải vứt giữ ít, Chúa phải là sao ạ? Phải cho ông ấy những cái ân tứ đặc biệt nữa, những khả năng đặc biệt khác nữa, những thẩm quyền đặc biệt khác nữa. Mà nếu ai phạm thẩm quyền đó thì mới truyền phạt. Như Aaron và Mariam đấy, đòi bảo mỗi em làm được, anh làm được, chị làm được, thôi em nghỉ đi, về nhà mình đuổi gà cho vợ đi, chăn vịt cho bên lấy anh cũng làm được đấy. Thì khi mà họ định chống lại sao, Chúa cho một phát luôn, ăn đòn luôn. Mariam như mặt người phun trắng như tuyết luôn đấy, phải đổi ra chạy quân đấy. Aaron hoảng quá phải kêu cầu hết không hết hộ, thôi để cho xem mẹ Mariam chữa lành đi. Thì mới được thoát đấy, thoát đến thạnh nộ của Chúa Trời đấy. Những cái thẩm quyền tục linh đấy, Chúa Trời đã để rất quan trọng anh chị ạ. Đừng bao giờ coi thường cái thẩm quyền đấy. Kinh Thánh nói là tất cả mọi quyền đều đến bởi Chúa Trời. Nếu kẻ nào mà chống cự lại quyền phép Chúa Trời đấy thì là chống mình, chống cự lại quyền phép tức chống mình với Chúa Trời. Và kẻ chống mình thì không bao giờ thoát khỏi hình phạt. Roma 13 nói vậy. Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình. Amen. Cái bằng thẩm quyền chúng ta học vào trong cái tuần khác. Đó là tuần nói về hội thánh của Chúa. Amen chị em. Amen. Shakadaba, vì thế mình cần hâm nóng và thử. Thử cái thần đấy. Và thử, đừng có thử một mình. Thử mình thì không ai kiểm tra hộ cả. Anh chị em ạ. Mà chúng ta thử luôn cả trong cái nhóm tế bào đấy. Anh chị em ạ. Có trưởng nhóm, ta có trật tự của Chúa ở trong đấy. Sau đó chúng ta bắt đầu mình trau dồi. Tôi có thấy cái này. Bắt đầu thực hành luôn. Tôi thấy cái này, thấy cái này. Cứ tự dưng nói ra. Và sẽ có người khác soi xét, anh chị em ạ. Có thánh thần của Chúa ở đấy mà, Chúa đặt để trên ai đó sẽ soi xét, sẽ chỉnh lại. Và em sẽ trau dồi ạ. Amen. Chúng ta sẽ tập luyện những điểm đấy nữa. Shakadabarasakadabe. Và tiếp theo này. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa. Và bài tập đấy chúng ta xem đó. Chúng ta làm hết tất cả bài tập trong sách giáo trình. Amen. Đánh dấu đầu đoạn Đức Thánh Linh trong đó. Hãy đến Chúa lời cầu nguyện và ghi chép tán sự trả lời và bạn nhận từ Chúa. Đấy. Trong bài tập đấy chúng ta phải làm đến thứ bảy đấy, kiên cầu nguyện. Chúng ta sẽ gọi là vấn đáp một phần điều chúng ta học rồi. Shakadabarade. Chuẩn bị mà xong tuần, xong một thời gian nữa chúng ta sẽ kết thúc cái khóa nhỏ này, 35 cái bài học đầu tiên này, cộng với 10 bài học sách Chúa Giêsu bạn chưa được biết nữa này, 45 bài. Shakadab chúng ta cùng cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài chăm sóc chúng con chưa ạ? Ô, Ngài đứng chăm sóc chúng con và Ngài luôn quan tâm đến chúng con hơn cả chúng con quan tâm nữa chưa ạ? Ô Chúa ơi, nhiều lúc chúng con nghĩ rằng chỉ có chúng con mới quan tâm đến công việc của nhà Ngài. Chỉ có chúng con thôi. Ô, nhưng thực ra Ngài mới quan tâm chúng con. Và cái mong muốn mà quan tâm đến công việc của nước Ngài đó cũng chẳng phải từ chúng con đâu chưa ạ? Mà đấy là từ chính Ngài chưa ạ? Bởi vì nếu chẳng bởi sự ban cho từ trên cao, không ai nhận lãnh chi hết Chúa ơi. Hallelujah, chúng con cảm tạ Chúa. Chúa ơi, chúng nhận thấy chúng con thật là bất dụng chưa ạ? Nhưng nhờ hơn của Ngài, nhờ sự thương xót cả thể nhân từ của Ngài, nhờ sự chọn lựa khôn ngoan của Ngài mà chúng con ngày hôm nay được đứng trước mặt vinh hiển Ngài, Chúa ạ. Đứng trước ngôi của Chúa, hallelujah. Và được Ngài trọng dụng, Chúa ạ, để sử dụng trong việc rao giảng tin lành nước của Ngài trên khắp đất này. Chúa ơi, ô đa sa và Chúa, chúng ta ơn Ngài vì Ngài biết sự yêu đuối chúng con. Vì thế mà khi cái mạng lệnh Chúa sai con đi ra giảng tin lành nước trời khắp muôn dân, ô nhân danh Chúa Cha chỉ còn là bắp thêm cho họ đó, thì Ngài cũng cắt cho chúng con những ân tư thánh linh của Ngài. Hallelujah, Shakada, để chúng con làm cho vững lời giảng của mình, vững lời chứng của mình vậy. Hallelujah, cho con cảm ơn Chúa Thánh Linh. Ô đa sa cả giờ đây cho con cầu xin Chúa hãy ban cho chị em chúng con nhiều hơn nữa ân tư thánh linh của Ngài, Chúa ạ, các thánh linh của Ngài, Chúa ơi. Và đặc biệt đó, ô đó là bông trái mà được thành hình cho chúng con, những tính cách đặc trưng của Đức Chúa Trời trong chúng con, những tính cách của Chúa Giêsu trong hệ thống giá trị nguyên tắc nước của Ngài, Chúa ạ, hành tình chúng con trong ô bông trái thánh linh đó, Shakara, và chúng con cần cả một cánh khác đó là ân tứ của Ngài, Chúa ạ, để thi hành Orasakara những lời phán của Ngài, sẽ thi hành những khải tượng của Ngài, thi hành những mạng lệnh của Ngài, thi hành Orasakara những công vụ nhiệm vụ Ngài giao chúng con, Chúa ạ, Orasakara để những nhiệm vụ chúng con được hoạt động, được hành động cái hiệu quả nhất, ô trong quyền năng thiên linh Chúa, ô để mang lại những kết quả công trạng thật cao cho nước của Ngài, Trời ơi, hallelujah, và điều đó làm sáng lên Cha, điều đó làm đẹp ý của Cha thiên thượng chúng con, Chúa ơi, chúng con khát khao điều đó, chúng con khát khao được đầy dẫy chúng con, đầy dẫy không bông trái của Ngài và đầy dẫy các ân tứ của Ngài nữa, Chúa ơi, sao chúng con khát khao ân tứ, ô nói tiếng lạ, ân tứ thông giải tiếng lạ, ân tứ tiên tri, sa ca, ân tứ phân biệt các thần, ân tứ nói lời khôn ngoan, ân tứ nói lời hiểu biết, Chúa ạ, sa ca đa, chúng con
khát khao, nhân tứ Odasakara đức tin, ân tứ ô chữa bệnh, ân tứ làm phép lạ. Chúa ơi, Sakadabara thánh ban chúng con, Sakadabara Sakadabara Sakadabaju, Sakadabara 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 du 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 bara bara zaka, Chira bara bara zaka da bara zaka da bara zaka da bara zukuru kura bara bi 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 bara zaka, Odasakara ô trong danh Chúa Jesus Christ, Odasakara trong lời nghe thêm người xem bài học này, ai đó người nhà cũng bị còi xương, ô đứa trẻ bị còi xương, ô là bà hãy công bố, hãy tin rằng Đức Chúa Trời chữa lành đứa trẻ đó, ô hãy đến và chăm sóc đứa trẻ đó như là như là người thân của mình vậy, Shakara như là ruột thịt của mình vậy, như là con của mình vậy, Shakara và như là anh người chị em ruột thịt của mình vậy, và sẽ thấy được, là qua tình yêu Đức Trời đổi trên đứa trẻ đó, Shakara qua công việc của bạn sẽ thấy được sự chữa lành Đức Trời đến cho đứa trẻ, bệnh còi xương phải ra với đứa trẻ này nhân danh Chúa Giêsu, đứa trẻ này sẽ ăn uống bình thường, nó bình thường, là làm sáng danh Chúa, Shakara bara Shakara bara Sebaba, Chira bara Shakara bara Shakara bara Shakara bara Buduro Shakara bara Bebe. Người nào bị đau hai bên thái dương, Đức Chúa Trời chữa lành trong tay Giêsu, ta lại cho bệnh đau đầu ra khỏi con người này trong tay Chúa Giêsu Christ, Sakada Baraza, ta cũng chữa lành Đức Trời đến chiếc đầu này, sự chữa lành Đức Trời đến chiếc đầu này nhân danh Chúa Giêsu Christ toàn năng, Hallelujah, Oda Sakada Baraza Kada Badise, Chida Baraza Kada Baroso Kone Kada Baraza Kha, Chida Baraza Kada Bodo Kone Sakada Bebe, Chakara chúng ta bắt đầu có thể cầu nguyện để thi hành, thực hành những ơn từ thánh linh của Chúa, vì Chúa thánh linh đang ở đây. Ngài đang muốn để chúng ta thi hành những Odasakadabarasakara ơn từ Ngài, Saka hãy dũng cảm lên, hãy mạnh dạn lên, Saka Chúa đang sở cho chúng ta, Sakadabarasakadabarasake, Sakadabarasakadabarasakadabadu, Odasakadabarasakadabaduru Odasake, Kedaba Kedaba Kuru Kuri Kadabarasake, Anjuri Barasakadabadudu Dudu Kodababe, Orosu Kadabarasaka, Churu Kure Kadababia, Chida Barasakadabarasu Kadabarasake, Ora sakada bara sakada bara sakada babu buru babu ba. Chira bara sakada bara babu bi bara sakada bebe. Ora chữa chữa lành bệnh nhiễm trùng máu của ai đó. Ora chữa chữa lành bệnh nhiễm trùng máu trong danh Chúa Giêsu. Ô tâm bố máu Chúa Giêsu chảy trong con người này. Ô chữa lành. Ô tha thanh tẩy. Ô tha tội thanh tẩy làm sạch người này. Ô trong quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. Sakada bara sakada bebe. Sakada bara sakada bara sakada bara sakka. Ora sakada bebe. Ô ai đó bị bệnh xuất đường. Sốt huyết, Shaka sốt rét, rồi chữa lành trong tay Chúa, cái bệnh sốt rét ta dậy lui ra của người này, lui ra người này trong tay Chúa Giêsu Christ, bệnh sốt rét lui, Shaka nhân danh Chúa Giêsu, Ora Shaka da ba da Shaka di di du du, Ora Shaka Shaka da ba da Shaka da ba du du, Ora ba da Shaka da ba da Shaka di di, Hallelujah, ôi gọi con trai rồi chúng con, Chúa tiếp tục đi lại chúng con, Chúa tiếp tục hành động cho chúng con và qua chúng con, Chúa ạ, bởi một công việc đó từ một Đức Thánh Linh. Là một sức ban cho của Ngài. Là sẽ để chúng con. Là được hầu Ngài cho ạ. Hãy huấn luyện chúng con, hãy tập huấn chúng con. Shakada barazakara babribi. Shakada barazakara babribi. Ok, tắt video đi, chúng ta cầu nguyện thực hành đi. Shakada barazake.